Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 44. Diệp Quân lăn lộn một hồi rồi cũng ngồi dậy, vào trong nhà vệ sinh, tắm nước lạnh, cảm giác thoải mái hẳn. Diệp Quân thay đồ, đi ra ngoài thì Từ Chân đã nấu mì xong. Diệp Quân đi tới bên bàn ăn, ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa sáng. Nhìn Diệp Quân hăng hái ăn uống, Từ Chân thoáng nhoẻn cười, có ngon không? Diệp Quân gật đầu, ngon lắm, đây là mì gì vậy? Từ Chân bảo, mì ăn liền. Diệp Quân gật đầu, cũng được đấy. Từ Chân chỉ lẳng lặng cười. Diệp Quân nhanh chóng ăn xong phần mì của mình, hắn đặt đũa xuống, nói Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu, ừ. Diệp Quân đứng dậy định đi ra cửa. Lúc này, Từ Chân đột nhiên gọi lại, khoan đã. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, Từ Chân cười nói, mai đến sớm chút, ta dẫn cậu đến chỗ này. Diệp Quân ngạc nhiên, đến đâu? Từ Chân cười bảo, bí mật. Diệp Quân nói, ngày mai ta không thể tới được. Từ Chân sửng sốt. Diệp Quân cười cười, đêm nay ta tới nhé. Nói xong, hắn bước nhanh ra cửa. Từ Chân nhìn theo, lắc đầu cười cười, ăn hết phần mì của mình rồi phất tay một cái, bát đũa thoáng cái đã được một sức mạnh thần bí nào đó rửa sạch, bay trở về tủ bát. Từ Chân bước đến trước bàn đọc sách, chợt nghĩ đến điều gì, cô ta lại bước ra cạnh cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, ven đường, Diệp Quân đang đứng đó đợi xe. Lát sau, Diệp Quân lên xe, biến mất ở góc đường. Bấy giờ Từ Chân mời quay trở lại bàn sách, cầm bút, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Hôm nay có tiết học nên Diệp Quân đi tới học viện Ngân Hà. Vừa tới kiếm đạo viện, Diệp Quân đã thấy nhóm Mộc Uyển Du có mặt ở đó, nhưng Hiên Viên Lăng thì không thấy đâu. Thấy Diệp Quân tới, Mộc Uyển Du mỉm cười, bước nhanh tới chỗ hắn, hưng phấn nói, hiện giờ tôi đã đạt tới võ đạo cấp 3. Cấp 3? Diệp Quân ngạc nhiên, nhanh thế cơ à? Mộc Uyển Du gật đầu, hiện giờ tôi cũng là cổ võ giả rồi. Diệp Quân khẽ nói, công pháp tôi cho cô là công pháp tu tiên, cố gắng lên, về sau cô chính là người tu tiên. Tu tiên? Sắc mặt Mộc Uyển Du trở nên nghiêm nghị, hiện giờ cô ấy đã không còn là cô gái ngây ngô như trước, mấy ngày qua, cô ấy tiếp xúc với Hiên Viên Lăng và Song Song, cũng đã có hiểu biết đôi chút về con đường tu luyện. Mộc Uyển Du biết, công pháp tu luyện của mình hết sức quý giá, nhưng cô ấy vẫn không ngờ, đó lại chính là công pháp tu tiên trong truyền thuyết. Chợt nhớ đến điều gì, cô ấy cúi đầu, nhìn xuống chiếc nhẫn không gian của mình, gương mặt thoáng hiện một nụ cười rung động lòng người. Diệp Quân nhìn về phía Song Song và Mục Vân, lúc này, Song Song đã đạt tới cấp 9, thêm một bước nữa là thành tông sư. Thực ra, có công pháp tu luyện mà hắn tặng, muốn đạt đến cấp độ tông sư thật sự không khó khăn gì. Chỉ có điều, linh khí nơi này quá loãng. Nếu không, ba người này tu luyện công pháp hắn đưa, có lẽ còn có thể đi xa hơn, đặc biệt là Mộc Uyển Du, cô ấy đang tu luyện vũ trụ quan huyên pháp. Hiện giờ, Song Song và Mục Vân đều hết sức tôn kính Diệp Quân, hai người thấy Diệp Quân đến đều vội vàng chắp tay chào, hô sư phụ. Diệp Quân lại dạy ba người một vài kỹ xảo và vài chiêu kiếm thông thường rồi rời khỏi kiếm đạo viện. Hắn vừa ra khỏi đó, Mộc Uyển Du đã đuổi theo. Diệp Quân nhìn Mộc Uyển Du, cười hỏi, có chuyện gì vậy? Mộc Uyển Du do dự giây lát rồi hỏi, có thể trò chuyện chút không? Diệp Quân gật đầu, được. Hắn lại dừng một chút mới nói tiếp, Uyển Du, cô không cần phải khách sáo với tôi như thế. Khi tôi mới tới ngôi sao màu xanh này, may nhờ có cô chăm sóc, nếu không, chỉ sợ chỗ ăn chỗ ở, tôi cũng chẳng kiếm được. Mặc dù sau đó giữa hai chúng ta có xảy ra chuyện không hay nhưng tôi chưa bao giờ trách cô, thật đấy. Nghe Diệp Quân nói thế. Trong khoảnh khắc, lệ đã dâng đầy trong đôi mắt Mộc Uyển Du, cô ấy bước tới trước mặt Diệp Quân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vai hơi run run. Nhìn cô gái trong lòng mình, Diệp Quân khẽ thở dài, hắn luôn rất có cảm tình với cô gái đầu tiên mình quen biết khi mới tới nơi này. Đó là một cô gái hiền lành dịu dàng. Nếu không phải thế, hắn đã không tặng cô ấy chiếc nhẫn không gian của mình. Mộc Uyển Du ôm Diệp Quân khóc một lúc. Mới nhận ra xung quanh giường như có người đang nhìn về nơi này, bèn vội lui lại, mặt đỏ hồng, nhưng lại thoáng chút mất mát. Diệp Quân cười nói, cô định nói gì với tôi vậy? Mộc Uyển Du nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay mình, đáy mắt tràn đầy lưu luyến,
nhưng cô ấy vẫn gỡ khỏi tay, đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô ấy đầy khó hiểu. Mộc Uyển Du nhìn vào mắt Diệp Quân, anh từng nói với tôi, đây là vật quý giá nhất của anh sau khi tới nơi này, tôi nghĩ, bên trong hẳn đang chứa những thứ có ích với anh hiện nay, cho nên, muốn trả lại cho anh, nhưng tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, khi anh lấy hết đồ trong này ra rồi, có thể tặng chiếc nhẫn này cho tôi không? Diệp Quân lẳng lặng nhìn Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du thoáng khẩn trương, có thể không? Diệp Quân đột nhiên cầm tay Mộc Uyển Du, nhẹ nhàng nói, còn nhớ lúc tôi mới xuất viện không? Khi đó, tôi không có đồng nào trong tay, cô đã cho tôi 200 đồng hoa hạ, sau đó, cô thấy tôi không có chỗ ở, còn đưa tôi về nhà, lại còn cho tôi tiền. Chỉ tiếc, tôi đã tiêu hết số tiền đó trong một lần mất rồi. Khi ấy, cô đã rất tức giận với tôi. Mộc Uyển Du hơi cúi đầu, khẽ nói, tôi không biết anh lợi hại như vậy. Diệp Quân cười nói, chính bởi vì thế nên tôi mới khắc ghi những điều đó trong lòng cả đời. Mộc Uyển Du ngẩng lên nhìn Diệp Quân, viền mắt lại ươn ướt. Diệp Quân nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay cô ấy, nói khẽ, với tôi mà nói, đồ vật bên trong này dù có quý giá đến đâu cũng không quý bằng một bát mì cô từng nấu cho tôi trước đó. Nghe Diệp Quân nói thế, lệ lại trào dâng trong mắt Mộc Uyển Du. Diệp Quân khẽ hỏi, lại khóc cái gì? Mộc Uyển Du chỉ lắc đầu, tay nắm chặt chiếc nhẫn, không nói một lời. Diệp Quân nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộc Uyển Du rồi cười bảo, chăm chỉ tu luyện, đợi một ngày cô đủ sức mở chiếc nhẫn không gian này ra, cô sẽ thành người giàu có nhất hệ Ngân Hà. Mộc Uyển Du gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Quân cười cười, tôi đi trước. Mộc Uyển Du nói, ừm. Diệp Quân quay đầu bước đi. Mộc Uyển Du nhìn theo bóng Diệp Quân xa dần. Hai tay từ từ siết chặt, khẽ khàng nói, nhiều năm về sau, liệu anh có còn nhớ cô gái đã từng nấu mì cho anh không? Nói đến đó, nước mắt vốn đã ngừng lại tiếp tục lã chã rơi xuống gò má. Sau khi tạm biệt Mộc Uyển Du, Diệp Quân đi đến phòng học của Ngao Thiên Thiên, vừa thấy Diệp Quân đến, Ngao Thiên Thiên lập tức nói, tan học. Các học sinh cạn lời, đều nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt đầy vẻ bất mãn. Tiết học của Ngao Thiên Thiên cực kỳ quý báu. Vì cô ấy hiểu biết về võ đạo hơn hẳn các giáo viên khác nên mỗi khi đến tiết học của cô ấy đều không còn chỗ trống. Nhưng chỉ cần Diệp Quân vừa đến, cô giáo Ngao bèn cho lớp tan học. Hết sức cạn lời. Ngao Thiên Thiên xem mọi người như không khí đi thẳng đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, đi ăn cơm. Diệp Quân cười nói, ừ. Hắn vừa nói vừa kéo tay Ngao Thiên Thiên đi. Nhưng ngay lúc này, một học viên nam bỗng ngăn Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên lại. Học viên nam này cúi chào Ngao Thiên Thiên, sau đó nhìn Diệp Quân, cười nói, nghe nói anh Diệp là viện trưởng kiếm đạo viện. Ngao Thiên Thiên nhíu mày, Sở Hiên, cậu muốn làm gì? Sở Hiên là người yêu nghiệt nhất lớp này của cô ấy, cường giả cấp 9, cũng là một trong bốn người yêu nghiệt nhất học viện Ngân Hà. Diệp Quân nhìn Sở Hiên cười nói, đúng thế. Sở Hiên nhìn Diệp Quân mỉm cười, nghe danh đã lâu, mong được chỉ bảo. Khiêu chiến. Vừa nghe gã nói thế, trong phòng học lập tức nhốn nháo. Bên ngoài khá hòa bình, dĩ hòa vi quý nhưng ở học viện Ngân Hà thì lại khác, nơi này thượng võ. Quan trọng nhất là rất nhiều người cảm thấy không thoải mái khi nhìn Diệp Quân. Ngao Thiên Thiên là nữ thần trong mộng của các học viên, mà tên này vừa đến đã câu mất nữ thần. Dĩ nhiên họ sẽ cảm thấy khó chịu, cũng không phục. Nghe Sở Hiên nói thế, Ngao Thiên Thiên cau mày. Diệp Quân nói, vì Thiên Thiên à. Sở Hiên nhìn Diệp Quân mỉm cười, không phải ai cũng có thể xứng với cô giáo Thiên Thiên đâu. Mặc dù ngoài mặt nở nụ cười nhưng lại là nụ cười mỉa. Các học viên khác cũng đều đồng thanh hét lên ủng hộ Sở Hiên. Ngay lúc này Ngao Thiên Thiên bỗng vung tay đánh một bạt tai. Bốp! Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Sở Hiên đã bị đánh văng ra xa mấy chục mét. Các học sinh đều ngơ ngác. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm các học sinh, ánh mắt lạnh như băng, tôi chọn người đàn ông thế nào cần mọi người phiền lòng sao? Ăn no rừng mỡ hả? Các học viên đều trố mắt nhìn. Ngao Thiên Thiên kéo Diệp Quân rời đi. Sau khi đi đến vườn hoa, sắc mặt Ngao Thiên Thiên vẫn rất lạnh lùng, cô ấy không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, sao lại tức giận đến thế? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, ta thích huynh là việc của ta, việc của hai ta không liên quan đến người ngoài.
ta không thích người khác xen vào chuyện của chúng ta. Diệp Quân cười nói, vậy muội có thể sẽ thất vọng đấy. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân mỉm cười nói, muội xinh đẹp như vậy, trường học này không biết có bao nhiêu người thích muội. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, ta chỉ cần huynh thích ta thôi. Hai tay Diệp Quân ôm lấy eo Ngao Thiên Thiên, sau đó hôn nhẹ lên trán cô ấy, cười nói, thích quá đi thôi. Ngao Thiên Thiên đỏ mặt, sau đó áp mặt vào trước ngực hắn, nói tiếc là huynh lại thích khá nhiều người. Diệp Quân dịu giọng nói, ta có thể đảm bảo lúc ở bên cạnh muội, ta thích muội nhất. Ngao Thiên Thiên khẽ nhắm mắt lại, dỗ dành muội nhiều vào. Nhìn người phụ nữ trong lòng Diệp Quân trở nên dịu dàng trìu mến, Thiên Thiên, ta muốn thành thân với muội. Mặt Ngao Thiên Thiên lập tức đỏ bừng, huynh đừng nói lung tung nữa, nếu không ta, đến lúc đó ta sẽ đi tìm tiểu ca cáo trạng đấy. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Ngao Thiên Thiên cũng cảm thấy mình lỡ lời, trong lúc xấu hổ không khỏi đấm vào Diệp Quân một cái. Bụp! Diệp Quân văng ra xa mấy chục mét. Ngao Thiên Thiên sửng sốt, vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quân, đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi, huynh không, không sao chứ? Diệp Quân nôn ra máu. Ngao Thiên Thiên! Diệp Quân cười khổ. Ngao Thiên Thiên lấy tay áo lau vết máu trên khóe miệng Diệp Quân, trong mắt đầy vẻ áy náy và tự trách, xin lỗi. Diệp Quân khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, là lỗi của ta, nếu muội không muốn thành thân với ta, sau này ta sẽ không nhắc nữa. Ngao Thiên Thiên cúi đầu xuống khẽ nói, ta cũng không nói không muốn mà. Diệp Quân nắm tay Ngao Thiên Thiên, thật à? Ngao Thiên Thiên gật đầu, ừ. Diệp Quân nhếch môi, bây giờ ta không cảm thấy đau nữa rồi. Ngao Thiên Thiên liếc mắt nhìn, cảm thấy rất ngọt ngào, cô ấy định bế Diệp Quân lên, hắn nói. Không cần bế, ta có thể tự đi được, chúng ta đi ăn cơm. Hắn vừa nói vừa đứng dậy kéo Ngao Thiên Thiên đi xa. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Hai người đi ra ngoài, Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quân đến một nhà hàng, cô ấy gọi một mạch rất nhiều món. Sau khi đến hệ Ngân Hà, việc cô ấy thích nhất là ăn, ngôi sao màu xanh này quả thật có rất rất nhiều đồ ăn ngon. Không lâu sau đồ ăn được bưng lên, Ngao Thiên Thiên gắp cho Diệp Quân một cái đùi dê, món này ngon lắm. Diệp Quân khẽ cười, sau đó cầm lấy đùi dê gặm. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, cũng bắt đầu càn quét đồ ăn. Lúc ăn hai người đều bất chấp hình tượng, nhất là Ngao Thiên Thiên, cô ấy ăn như hổ đói. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên đang càn quét đồ ăn, trên môi hiện lên nụ cười, hắn biết Ngao Thiên Thiên rất thích ăn, chắc chắn là vì cô ấy là rồng. Lúc này Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, cười nói, có phải bộ dạng lúc ăn của ta rất khó coi không? Diệp Quân lắc đầu, ta thích nhìn muội ăn. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn. Một hồi lâu sau, Diệp Quân nói, có lẽ chúng ta sắp phải rời khỏi đây rồi. Ngao Thiên Thiên ngừng lại chốc lát, một lát sau, cô ấy nói, ừ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân khẽ nói, nếu muội muốn ở lại đây. Ngao Thiên lắc đầu, huynh ở đâu, ta ở đó. Diệp Quân gật đầu, ừ. Ngao Thiên Thiên ăn thêm một lúc nữa rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, lại sắp đánh nhau sao? Diệp Quân gật đầu. Ngao Thiên Thiên gật đầu, không nói gì. Diệp Quân lại nói, khoảng thời gian này ta sẽ nghĩ cách tìm cha. Ngao Thiên Thiên đỏ mặt, gật đầu, ừ. Kiếm chủ nhân gian. Dĩ nhiên cô ấy mong được thành thân với Diệp Quân trước sự chứng kiến của cha mẹ Diệp Quân. Hồi lâu sau, Ngao Thiên Thiên quét sạch đồ ăn trên bàn, cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói, đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Sau khi hai người thanh toán thì ra khỏi nhà hàng, Ngao Thiên Thiên dẫn theo Diệp Quân chậm rãi đi dọc theo con phố, Ngao Thiên Thiên nắm chặt tay Diệp Quân, nói về nhiều điều thú vị mà cô ấy gặp phải khi đến hệ Ngân Hà. Hai người vừa nói vừa cười. Không lâu sau hai người đi tới một hồ nước, lúc này đang là giữa trưa, ánh nắng khá chói chang nhưng vì đã là mùa thu nên nắng cũng không gay gắt, ngược lại chiếu rọi lên người còn cảm thấy khá thoải mái. Có không ít người đến bên hồ dạo chơi, đa số đều là vài cặp tình nhân. Diệp Quân đi đến một bên mua hai que kẹo hồ lô, đưa cho Ngao Thiên Thiên một que, Ngao Thiên Thiên mỉm cười nhận lấy. Nhìn kẹo hồ lô trong tay, Diệp Quân thầm thở dài. Lúc này hắn nghĩ đến Nhị Nha và Tiểu Bạch.
Hai vị tổ tông này quên sạch hắn rồi à? Họ không sợ mình xảy ra chuyện sao? Ngao Thiên Thiên nhìn mặt hồ ở đằng xa, mặt nước lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng, vô cùng chói mắt. Một lúc sau, cô ấy khẽ nói, chúng ta đã không dung hợp bao lâu rồi nhỉ? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, rất lâu rồi. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, lúc nào dung hợp lại sẽ có bất ngờ cho huynh. Diệp Quân hơi tò mò, bất ngờ gì? Ngao Thiên Thiên chớp mắt, bí mật. Diệp Quân bật cười. Ngao Thiên Thiên ôm lấy Diệp Quân, tựa đầu vào vai hắn, khẽ nói, như thế này, thật tốt. Hai tay Diệp Quân ôm lấy eo mềm mại của Ngao Thiên Thiên, mỉm cười không nói gì. Thời gian nghỉ ngơi hiếm có, hai người đi dạo quanh thành phố Yến Kinh, mãi đến đêm khuya, hai người mới tạm biệt nhau. Đến dưới căn hộ Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân nắm tay Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, hay là ta đưa muội lên nhé. Ngao Thiên Thiên nói, không đâu. Diệp Quân nói, ta lên uống ngụm nước. Ngao Thiên Thiên xấu hổ trợn mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười khổ. Ngao Thiên Thiên bỗng nhón chân nhẹ khẽ lên môi Diệp Quân, sau đó đỏ mặt nói, hiệu quả cách âm của căn hộ không tốt. Nói rồi cô ấy xoay người chạy lên lầu. Hiệu quả cách âm không tốt sao? Diệp Quân sửng sốt, dường như nghĩ đến điều gì, hắn bật cười. Một lúc sau, Diệp Quân xoay người rời đi, lúc hắn sắp đi khỏi học viện, một đám người bao vây lấy hắn. Người dẫn đầu chính là Sở Hiên. Phía sau Sở Hiên đều là học viên của Ngao Thiên Thiên. Nhìn đám người Sở Hiên, vẻ mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh, không nói gì. Sở Hiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, sắc mặt vô cùng khó coi, tôi còn nghĩ anh là đàn ông nhưng không ngờ anh chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, anh. Ngay lúc này, kiếm quang lóe lên. Giọng Sở Hiên bỗng dưng ngừng lại, vì một thanh kiếm lao đến giữa trán gã. Mọi người hóa đá. Diệp Quân nhìn những người hóa đá đó, không nói nhiều thêm câu nào, hắn giơ ngón tay ra thanh kiếm ở giữa trán Sở Hiên bỗng bay ngược lại về trước mặt hắn. Ngay sau đó hắn biến thành một tia kiếm quang rồi bay vút lên trời, cuối cùng còn lộn vài vòng 360 độ trên không trung, lúc này mới nó bay đi như ngôi sao băng, rồi biến mất trong bầu trời đêm. Đám người Sở Hiên đứng trước cổng học viện sững sờ. Kiếm tiên. Đây là kiếm tiên. Mọi người ngơ ngác nhìn đám khói mà kiếm quang trên bầu trời lướt qua để lại, một lúc lâu không nói gì. Ở một bên khác, Diệp Quân ngự kiếm đáp xuống đất, vừa đáp xuống đất sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Tiêu hao quá nhiều sức. Hơi suy yếu. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cái giá cho việc khoe mẽ hơi lớn. Sau khi hồi phục một chút, Diệp Quân đi đến khu dân cư của Từ Chân, đến trước cửa phòng, lần này hắn không đi thẳng vào trong mà gõ cửa trước. Cửa bỗng mở ra, Từ Chân xuất hiện trước mặt Diệp Quân, lúc này Từ Chân đang mặc một bộ váy ngủ tơ tằm, dung nhan xinh đẹp, vóc người gợi cảm, vô cùng nóng bỏng. Diệp Quân bỗng cảm thấy trong người có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Diệp Quân cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi mắng, huyết mạch phong ma chết tiệt này, chẳng thuần khiết chút nào. Huyết mạch phong ma. Sau khi vào phòng, Từ Chân kéo Diệp Quân đến thẳng trước bàn sách, sau đó lấy một cuốn bản thảo ra đưa đến trước mặt hắn, cười nói, tìm lỗi sai giúp ta. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn rời tầm mắt sang bản thảo. Từ Chân nhìn Diệp Quân mỉm cười, sau đó ngồi xuống một bên viết tiếp. Cứ thế một người viết, một người kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã đến đêm khuya. Sau khi Diệp Quân kiểm tra xong các bản thảo thì nhận ra Từ Chân đã nằm dài trước bàn sách ngủ say. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hắn để bản thảo xuống rồi nhẹ nhàng bế Từ Chân lên, sau đó đi đến bên giường, vừa định buông cô ta ra thì Từ Chân bỗng mở mắt. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười rồi để cô ta lên trên giường. Hắn không nằm trên giường mà đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nói, Chân tỷ, ngày mai chúng ta đi đâu? Từ Chân cười nói, ngày mai cậu sẽ biết. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân bỗng nói, nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Quân gật đầu. Từ Chân mỉm cười nói, cậu định nghỉ ngơi trên ghế luôn à? Diệp Quân do dự, sau đó đứng lên đi đến trên giường, không thể không nói hắn vẫn hơi căng thẳng. Mình là một người chính trực, huyết mạch phong ma này cứ quấy phá khiến bản thân có suy nghĩ không thuần khiết. Huyết mạch phong ma. Từ Chân đột nhiên kéo tay Diệp Quân, sau đó gối đầu lên vai hắn,
vòng tay qua người hắn, như cảm nhận được điều gì đó, cô ta bỗng vỗ nhẹ vào ngực Diệp Quân, đừng nghĩ bậy bạ, ta rất tin tưởng nhân phẩm của cậu. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Chết tiệt thật. Từ Chân nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo, cô ta ôm chặt Diệp Quân, mắt nhắm nghiền lại. Diệp Quân thầm thở dài. Lúc trước uống say, hắn vẫn không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa mượn rượu làm chút gì đó cũng dễ nói. Nhưng bây giờ lại chẳng uống rượu. Không thể không nói, bây giờ hắn đang cảm thấy cực kỳ dằn vặt. Một lúc lâu sau, Từ Chân trong lòng bỗng động đậy, cả người đè lên người hắn. Từ Chân không hề phòng bị với hắn, hai tay ôm chặt eo hắn, trên môi còn vương nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Từ Chân trước mặt, lòng Diệp Quân bỗng trở nên bình tĩnh, ngọn lửa trong lòng cũng dần dịu xuống. Tay phải Diệp Quân ôm chặt đôi vai Từ Chân, sau đó nhắm mắt lại dần đi vào giấc ngủ. Cứ thế hai người tựa vào nhau mà ngủ. Một đêm trôi qua, trời tờ mờ sáng, Từ Chân trong vòng tay của Diệp Quân từ từ mở mắt ra, lúc này cả người cô ta đang treo trên người Diệp Quân, không chỉ thế, hai chân cô ra còn đặt trên chân Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, Từ Chân hơi đỏ mặt nhưng cô ta lập tức trở lại bình thường, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc, gương mặt cô ta nở nụ cười động lòng người. Lúc này Diệp Quân bỗng mở mắt ra nhìn Từ Chân, hắn cười nói, cười gì thế? Từ Chân lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân khẽ nói, từ trước đến nay, ngoài mấy người tiểu nhu, ta chưa từng thân mật với ai như vậy, cậu là người đầu tiên. Diệp Quân bỗng nói, tỷ thích ta sao? Đơn giản, thẳng thắn. Từ Chân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, thật ra chắc hẳn tình yêu cũng không quan trọng với tỷ nhỉ. Nói cách khác, tỷ hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Lúc ta và tỷ ở cùng nhau, có lẽ tỷ không ghét ta, cảm thấy có thêm một người nữa ngủ bên cạnh, cảm giác này rất thoải mái nhưng cũng chỉ thế thôi, đúng không? Từ Chân mỉm cười không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, ta nói đúng không? Từ Chân gật đầu. Tâm trạng Diệp Quân hơi phức tạp. Hắn chưa từng nghĩ người phụ nữ trước mặt này thích hắn, dù họ có thân mật cỡ nào, hắn cũng chưa từng nghĩ như thế. Vì hắn biết rất rõ người phụ nữ này có một nửa là thần tính. Đến cảnh giới của cô ta nhìn mọi thứ trên thế giới, kể cả tình cảm đều không giống người bình thường. Giống cô váy trắng, ngoài cha ra thì bà ấy chỉ xem mọi người nhỏ bé như con kiến. Thần tính. Rất đáng sợ. Nếu một người từng giết hàng trăm triệu sinh mạng chỉ bằng một nhát kiếm thì liệu mạng sống bình thường có còn quý giá trong mắt người đó hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm thở dài. Hắn rất ngưỡng mộ cha mình, vì ông ấy có thể giữ lại một phần nhân tính còn sót lại của cô váy trắng. Tương tự như thế, cô váy trắng cũng rất may mắn vì trên đời vẫn còn người có thể giữ lại một chút nhân tính cho bà ấy. Ngay lúc này Từ Chân bỗng hỏi, vậy cậu thích ta à? Diệp Quân gật đầu. Không hề do dự. Từ Chân chớp mắt, tại sao? Diệp Quân cúi người hôn lên mái tóc cô ta, sau đó nói, ta không biết. Từ Chân nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân cười nói, tỷ nghĩ sao về chuyện ta thích tỷ? Từ Chân suy nghĩ, sau đó nói, nếu ta thích cậu thì chúng ta phải đổi một cái giường lớn mới được. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Từ Chân nghiêm túc nói, giường quá nhỏ, mấy người tiểu nhu không có chỗ ngủ. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Từ Chân nhếch môi, cậu có từng nghĩ sẽ ngủ chung với nhau không? Diệp Quân lắc đầu cười, ta nói thích tỷ, có phải tỷ nghĩ đây là một chuyện rất ngây thơ không? Từ Chân mỉm cười không nói gì. Diệp Quân cười nói, không nói chuyện này nữa. Bây giờ có thể nói chúng ta nên đi đâu chưa? Từ Chân ngồi dậy, cô ta vươn vai cười nói, ta đi nấu mì cho cậu. Nói xong, cô ta bước xuống giường đi vào phòng bếp. Có người canh giữ. Diệp Quân đi theo sau, hắn nhận ra Từ Chân nấu mì rất đơn giản, xé gói mì ra rồi cho vào bát, sau đó đổ nước sôi vào, 3 phút sau đã có thể ăn. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao mì này gọi là mì gói úp rồi, đúng thật là úp mì. Úp mì xong, Từ Chân bưng hai bát mì đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, thử xem tay nghề của ta đi. Diệp Quân lắc đầu cười, không nói gì bắt đầu ăn. Mì này vẫn khá ngon, hơi chua, vị rất ổn. Từ Chân bỗng nhìn phía sau Diệp Quân, có một người phụ nữ đứng đằng sau hắn, người đến là Từ Nhu.
Từ Nhu vẫn còn tu vi nên Diệp Quân không nhìn thấy nàng ta, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, sau đó làm mặt quỷ với Từ Chân. Từ Chân lắc đầu mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân nhìn Từ Chân, cười nói, Chân tỷ cười gì thế? Từ Chân cười nói, Tiểu Nhu nói với ta cậu là một người rất lương thiện, ta cũng thấy thế. Diệp Quân lắc đầu, ta giết người không chớp mắt. Từ Chân mỉm cười, một người lương thiện thì sự lương thiện của người đó nên có chút sắc bén, nếu không thì lại vừa ngu ngốc vừa lương thiện. Diệp Quân hơi cúi đầu, mục đích của Tiểu Nhu là muốn con trai ta nắm quyền chân vũ trụ, cho nên bảo ta đối đầu với vũ trụ kiếp, đúng không? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân cười tự giễu, tỷ ấy rất biết tính toán, một khi con trai ta nắm quyền chân vũ trụ, lúc đó ta phải đối đầu với vũ trụ kiếp, đây là âm mưu. Từ Nhu nhìn Diệp Quân, hai tay siết chặt lại không nói gì. Từ Chân bỗng nắm tay hắn, khẽ nói, ta biết cậu tức giận. Diệp Quân lắc đầu, Chân tỷ, tỷ có biết ta từng kính trọng tỷ ấy như thế nào không? Ta vẫn luôn coi tỷ ấy là người thân nhất của mình. Thôi vậy, bây giờ nói lời này có ý nghĩa gì nữa? Mặc dù tỷ ấy tính kế hại ta nhưng tỷ ấy cũng từng giúp ta rất nhiều lần, xem như tỷ ấy và ta không nợ gì nhau. Từ Chân thở dài. Từ Nhu đứng sau Diệp Quân im lặng một lúc lâu, sau đó xoay người đi. Ăn xong, Diệp Quân nhìn Từ Chân cười nói, chúng ta có thể xuất phát chưa? Từ Chân gật đầu, ta đi thay bộ đồ. Nói rồi cô ta xoay người đi vào phòng. Không lâu sau, Từ Chân bước ra, cô ta đã thay một bộ váy dài màu trắng nhạt, váy dài rất tao nhã, bên trên còn thêu vài đóa hoa lan. Thân hình cô ta rất đẹp, nhất là khi mặc chiếc váy dài này, cô ta trông càng mảnh mai hơn. Vẻ đẹp của cô ta dịu dàng và thanh nhã như ngọc bích, khiến mọi người không khỏi muốn đến gần cô ta. Từ Chân mỉm cười như trăm hoa đua nở, đẹp không? Diệp Quân gật đầu, đẹp lắm. Từ Chân cong môi cười, đi thôi. Cô ta vừa nói vừa bước đến trước mặt Diệp Quân, sau đó tự nhiên kéo Diệp Quân đi ra ngoài. Ra khỏi khu dân cư, Từ Chân dẫn Diệp Quân đến sân bay, không lâu sau hai người đã lên máy bay, còn làm sao lên máy bay thì hắn không biết, dù sao cũng đều do Từ Chân làm. Sau khi lên máy bay, hai người ngồi cùng chỗ, Diệp Quân hỏi, Chân tỷ, rốt cuộc chúng ta đi đâu thế? Từ Chân cười nói, cậu sắp biết rồi. Diệp Quân lắc đầu cười. Từ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói, thật ra nơi này có rất nhiều thứ khá thú vị, không biết tận cùng của nền văn minh khoa học là gì. Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo từng nói, cường giả ở cấp bậc như tỷ có thể thăm dò được tương lai, đúng không? Từ Chân gật đầu, có thể. Diệp Quân nói, thế tại sao không thăm dò tương lai đi? Từ Chân mỉm cười, không biết trước tương lai mới có ý nghĩa. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Từ Chân kéo tay Diệp Quân, sau đó nói, nghỉ ngơi chút đi, mấy tiếng nữa mới đến. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đám mây trắng như một biển mây, không nhìn thấy điểm cuối. Đây là lần thứ hai hắn đi phương tiện này. Lần đầu đi cứ thế rơi xuống, mong là lần này đừng có chuyện gì ngoài ý muốn. Nói thật thì hắn vẫn hơi sợ. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân bỗng hỏi, Chân tỷ, ta từng gặp một chuyện ở gia tộc Hiên Viên, ta phát hiện trước kia đám người tuế nguyệt nghịch lưu giả từng đến ngôi sao màu xanh này, bọn họ đến nơi này làm gì vậy? Từ Chân mỉm cười, lấy đồ. Diệp Quân nhíu mày, lấy đồ. Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân tò mò, lấy cái gì cơ? Từ Chân nói, nơi mà chúng ta đến lần này có một món thần vật đó là mục đích năm đó họ đến ngôi sao màu xanh. Nhưng năm đó vì một số lý do đặc biệt, họ đã không thể thành công. Diệp Quân trầm giọng nói, thực lực của người phụ nữ đồ trắng đó rất mạnh, theo lý người ở ngôi sao màu xanh không thể ngăn được người đó, tại sao? Từ Chân bình tĩnh nói, nơi này có người canh giữ. Diệp Quân hỏi, ai? Từ Chân lắc đầu, ta không quen, ta chỉ biết đối phương ở trên hỏa tinh, từ khi ngôi sao màu xanh này xuất hiện, đối phương đã bảo vệ ở đó rồi. Diệp Quân sửng sốt. Nghe Từ Chân nói thế, Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Từ khi ngôi sao xanh này xuất hiện, đối phương đã canh giữ ở đó. Thế thì đã sống bao nhiêu năm rồi? Nghĩ kỹ lại thì cảm thấy đáng sợ.
Diệp Quân nói, ngôi sao màu xanh này tồn tại rất nhiều bí mật mà nhiều người không biết. Từ Chân cười nói, đúng thế. Diệp Quân lặng thinh, bỗng dưng hắn nhận ra mình thật nhỏ bé trong vũ trụ bao la này. Không chỉ hắn mà không biết bao nhiêu người trong vũ trụ bao la này chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ. Vũ trụ bao la mênh mông, vô tận. Vẫn nên hạ thấp mình xuống, khiêm tốn một chút. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân nói, món đồ mà chúng ta đi lấy lần này là món đồ năm đó đám người Tuế Nguyệt nghịch lưu giả muốn lấy à? Từ Chân gật đầu. Diệp Quân khó hiểu, người trên hỏa tinh đó sẽ cho chúng ta lấy đồ đi sao? Từ Chân nói, sẽ cho thôi. Diệp Quân ngờ vực, tại sao? Từ Chân mỉm cười không nói. Diệp Quân cạn lời. Từ Chân tựa vào vai hắn, đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi cô ta nhắm mắt lại. Diệp Quân nhìn Từ Chân, cũng không nói gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. 3 tiếng sau, sau khi xuống máy bay, Diệp Quân sửng sốt. Kiềm Châu. Họ lại về đến Kiềm Châu. Diệp Quân quay sang nhìn Từ Chân bên cạnh đầy vẻ ngờ vực, Từ Chân lại không nói gì, cười nói, đi thôi. Diệp Quân vẫn hỏi, chúng ta đi đâu? Từ Chân nói, Miêu Trại. Diệp Quân nhíu mày, Miêu Trại ư? Từ Chân gật đầu. Sau khi ra khỏi sân bay, hai người đi xe 2 tiếng đồng hồ mới đến một vùng núi, sau khi leo qua một ngọn núi lớn, một thôn trại lớn hiện ra trước mắt hai người. Thôn trại này có hơn 10 làng được xây dựng tựa vào núi nối liền thành một vùng, bốn phía có núi bao bọc, đỉnh núi trùng điệp, ruộng bậc thang dựa vào núi đi thẳng lên trời, sông Bạch Thủy chảy qua các thôn làng, chia Miêu Trại thành hai bên. Kiến trúc ở đây cũng rất đặc biệt, tất cả đều là kiến trúc nhà sàn bằng gỗ được xây dựng trên sườn đồi, hơn 1.000 ngôi nhà sàn xếp chồng lên nhau theo sự thay đổi lên xuống của địa hình. Lúc này đã là giữa trưa, cũng là thời gian nấu cơm. Từ vị trí của hai người nhìn sang, ngàn hộ gia đình đang nấu cơm, khói bếp từ từ bốc lên, phảng phất kết nối với trời đất, rất ngoạn mục. Diệp Quân cười nói, nơi này đẹp thật. Từ Chân gật đầu, so với thành phố náo nhiệt, phồn hoa thì nơi này có phong cảnh rất tuyệt. Diệp Quân khẽ cười, sau đó kéo Từ Chân đi xuống dưới. Từ Chân nhìn Diệp Quân, không nói gì. Không lâu sau, hai người đã đến cổng lớn Miêu Trại. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, thấy cổng này được làm bằng gỗ, mặc dù được giữ gìn rất tốt nhưng vẫn thấy rõ những dấu vết tu sửa ở vài nơi, có sự thăng trầm của lịch sử theo năm tháng. Chính giữa trên cánh cổng gỗ có 6 chữ lớn, Miêu Trại Ngàn Hộ Tây Giang. Sau khi vào làng, Diệp Quân phát hiện ở đây có rất nhiều người, đa số đều đến đây đi du lịch, vô cùng rộn rã náo nhiệt. Trong lúc đó Diệp Quân nhìn thấy vài cô gái miêu tộc, trang phục của các cô gái ở đây khá lạ. Hoàn toàn không giống cách ăn mặc của người bên ngoài. Từ Chân bỗng cười nói, đi ăn thử món ngon ở đây không? Diệp Quân gật đầu, được. Hai người tìm một quán rượu, sau đó tìm bàn sát cửa sổ ngồi xuống. Từ Chân nhìn thực đơn trước mặt, một mạch gọi rất nhiều món. Sau khi đến hệ Ngân Hà, cô ta cũng cực kỳ thích đồ ăn ở đây. Từ Chân đưa thực đơn cho người phục vụ. Rồi nhìn Diệp Quân cười nói, đồ ăn ở hệ Ngân Hà này thực sự rất kỳ lạ, một loại thực phẩm có thể làm ra rất nhiều món ngon, chẳng hạn như đậu, có thể làm đậu hũ thối, có thể làm đậu hũ non, có thể làm đậu hũ khô, còn có thể làm đậu hũ xỉ. Diệp Quân sửng sốt, sau đó nói, đậu có nhiều công dụng thật. Từ Chân mím môi cười, thật ra cũng giống tu đạo, một đạo tâm cũng có thể kết thành rất nhiều đạo quả. Diệp Quân trầm ngâm. Từ Chân quay sang nhìn ra ngoài, khẽ nói, cậu nhìn mấy người kia đi. Diệp Quân quay đầu sang nhìn đám người kia, Từ Chân nói, tuổi thọ của những người này đều không quá 100 tuổi, vất vả cả một đời, đa phần đều chỉ vì sinh tồn. Diệp Quân nhíu mày, sinh tồn. Từ Chân gật đầu, sinh tồn. Diệp Quân im lặng, hắn đến hệ Ngân Hà đã được một thời gian, đã có chút hiểu biết về nơi này. Người ở đây đa số đều không thể tu hành. Vất vả bôn ba cả đời, tại sao? Như Từ Chân nói đó, vì sinh tồn. Từ Chân nhìn Diệp Quân, ta đã từng nghĩ đến việc chuyển chế độ ở đây đến chân vũ trụ, hạn chế tất cả sinh vật để họ chỉ sống không quá 100 tuổi, không thể tu luyện, không thể cướp đoạt linh khí của vũ trụ, để bảo tồn vũ trụ. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, cậu nghĩ như thế có ổn không? Diệp Quân quả quyết lắc đầu, không ổn.
Từ Chân cười nói, tại sao? Diệp Quân khẽ nói, chúng ta vô địch rồi, sau đó lại cắt đứt con đường tu hành của người sau. Lại còn đưa ra lý do Mỹ Miều là vì tốt cho họ, tốt cho vũ trụ, làm như thế thật quá giả tạo. Từ Chân cười nói, nhưng vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Diệp Quân thầm thở dài. Từ Chân hỏi, có phải rất khó xử không? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân mỉm cười, đời người là thế đấy, nhiều lúc không thể được như ý. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, thật ra ta nghĩ cũng không cần phải đắn đo nhiều. Từ Chân lập tức có hứng thú, là sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, các tu sĩ chúng ta từ lúc bắt đầu tu hành đã tranh đoạt với người khác, với trời đất, có thể nói tu hành vốn dĩ là nghịch thiên. Nếu vì cướp đoạt vũ trụ mà gây ra việc vũ trụ kiếp nổ tung, cơ thể tiêu biến, đó cũng là do tự chuốc lấy, không thể trách người khác. Từ Chân gật đầu, tán thưởng, nói hay lắm. Diệp Quân nói, nếu ta nắm quyền quản lý toàn bộ vũ trụ thì ta sẽ đưa ra một số hạn chế nhưng cũng sẽ không cắt đứt con đường tu luyện của các sinh linh. Còn vũ trụ kiếp, nếu nó nổ tung thật, toàn bộ vũ trụ sẽ cùng nhau chống lại, nếu không chống lại được thì cả vũ trụ cùng chết thôi. Từ Chân mỉm cười, cậu là người có cái nhìn rất thoáng nhưng ta phải nhắc nhở cậu, nếu có ngày đó thật thì có lẽ cậu sẽ rất đau khổ, vì có vài người và vài việc không phải nói buông là buông được. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu, từ xưa đến nay đều là nói thì dễ mà làm lại khó. Từ Chân nhìn Diệp Quân, mỉm cười không nói gì. Lúc này đồ ăn đã bắt đầu được bưng lên. Từ Chân nhìn cái nồi trước mặt, cười nói, đây là món đặc sản có tiếng ở đây, tên là canh chua cá, cậu mau thử đi. Nói xong, cô ta gắp một miếng cá bỏ vào bát Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Hắn gắp miếng cá lên cho vào miệng, thịt cá rất mềm, hơi chua, rất đặc biệt. Từ Chân hỏi, thế nào? Diệp Quân cười nói, ngon đấy. Từ Chân khẽ cười. Lại gặp một món cho Diệp Quân, có biết đây là gì không? Diệp Quân lắc đầu. Từ Chân cười nói, món này là đậu phụ viên, được làm từ đậu phụ chiên, rải ớt bột lên trên, cực kỳ ngon. Cô ta vừa nói vừa đổ một ít ớt bột lên món đậu phụ viên đó. Diệp Quân ăn một miếng, sau đó nói, ngoài xốp trong mềm, hương vị rất ngon. Từ Chân mỉm cười, cũng gắp một viên cho vào miệng mình. Không lâu sau, đồ ăn liên tục được mang lên. Diệp Quân nhận ra hương vị đồ ăn vặt đặc sản ở đây khá ngon, ngon hơn cả thịt rồng. Ăn được một lúc, Diệp Quân bỗng chỉ vào một bát thức ăn trước mặt, đây là rễ cây hả? Từ Chân cười nói, đây là rễ diếp cá, bên ngoài gọi là rau diếp cá, hương vị rất đặc biệt, cậu thử đi. Diệp Quân gật đầu, gắp một miếng lên thử, sau đó hắn nhíu mày. Từ Chân bật cười, thế nào? Diệp Quân lắc đầu, không ăn được. Từ Chân gật đầu, lần đầu ta ăn cũng thế, sau đó lại thử một miếng nữa, cảm thấy khá ngon. Diệp Quân nhìn Từ Chân, Chân tỷ đã từng đến đây à? Từ Chân gật đầu, từng đến chơi, cũng chính lúc đó mới phát hiện ra món thần vật đó ở đây. Diệp Quân hơi tò mò, Chân tỷ, rốt cuộc là thần vật gì thế? Từ Chân cười nói, muộn một chút nữa cậu sẽ biết. Diệp Quân bất lực. Lúc này một nhóm các cô gái Miêu tộc bỗng bước vào, họ đi đến vây quanh một bàn khách mời rượu, hơn nữa còn hát vang khúc ca núi rừng, rất vui vẻ. Diệp Quân khá tò mò. Từ Chân cười nói, bài ca mời rượu cũng là một đặc trưng của nơi này. Diệp Quân cười nói, rất vui. Từ Chân khẽ cười, sau đó nói, ăn no chưa? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói rồi hai người thanh toán xong rời đi. Từ Chân dẫn Diệp Quân đi thẳng vào sâu trong núi. Sau khi hai người leo qua mấy ngọn núi, Từ Chân chỉ vào một vách núi ở phía xa, cậu nhìn chỗ đó đi. Diệp Quân nhìn theo những ngón tay của Từ Chân, có một hang động nhỏ hẹp trên vách núi cách đó hàng ngàn mét, lối đi vào không lớn, người bình thường rất khó nhìn thấy. Diệp Quân kéo tay Từ Chân, ta ngự kiếm. Từ Chân hỏi, còn bao nhiêu huyền khí? Diệp Quân nói, không nhiều lắm. Từ Chân nói, vậy chúng ta đi bộ sang đó, dù sao cũng không xa, lát nữa vào đó ngộ nhớ có phiền phức thì sao? Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, hắn kéo Từ Chân đi, đi được vài bước dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu nhìn Từ Chân, ta cõng tỉ nhé. Hắn vừa nói vừa ngồi xổm xuống. Từ Chân cười nói, được.
Nói xong, cô ta leo lên lưng Diệp Quân. Diệp Quân cũng không nghĩ nhiều, cõng Từ Chân đi về phía đằng xa. Trên đường đi, Diệp Quân hỏi, Chân tỷ, tỷ từng ngược dòng thời gian chưa? Từ Chân lắc đầu, chưa từng. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Từ Chân cười nói, không có hứng thú. Diệp Quân cười khổ, được thôi. Từ Chân nói, con đường cậu đi là kiếm đạo vô địch à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Từ Chân khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quân nói, sao thế? Từ Chân nói, con đường này hơi khó đi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân cười nói, mong đợi đến ngày cậu vô địch. Diệp Quân khẽ cười, không nói gì, tăng nhanh bước chân. Không lâu sau, hai người lên đến đỉnh núi, từ vị trí này không có đường đi đến hang động. Diệp Quân chỉ có thể vận khí ngự kiếm đi xuống, thoáng chốc hai người đã xuất hiện trước cửa hang động. Trong hang động là màn đêm tối như mực, chẳng thấy gì cả. Diệp Quân nhìn Từ Chân, Từ Chân bỗng lấy một thứ đen thui ra. Diệp Quân tò mò, đây là gì? Từ Chân không nói gì mà ấn một cái nút, bỗng chốc một chùm sáng bắn ra chiếu sáng phía trước. Diệp Quân. Từ Chân kéo Diệp Quân đi về phía hang động này rất sâu, đi một lúc mà vẫn chưa đến điểm kết thúc. Diệp Quân nhìn xung quanh, vẫn khá phòng bị. Hắn cũng không dám lơ là xem thường ngôi sao màu xanh này. Chẳng mấy chốc hai người đi tới một cái cổng đá, Từ Chân bước đến trước cổng đá, đặt tay phải lên cổng đá, nhẹ nhàng đẩy ra. Két! Cánh cửa đá mở ra, đập vào mắt là một đại điện u ám, trong đại điện này có khá nhiều cột đá, trên mỗi cột đá này đều có một người, những người này như là một thể với cột đá, cực kỳ quỷ dị. Diệp Quân nhìn xung quanh, bốn bề trống rỗng, cực kỳ u ám, khiến người ta có cảm giác kỳ dị. Diệp Quân hỏi, đây là đâu? Từ Chân nó, di tích cuối cùng của nền văn minh đầu tiên trên ngôi sao màu xanh. Diệp Quân nhìn Từ Chân, nền văn minh đầu tiên của ngôi sao màu xanh. Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân tò mò, nền văn minh gì? Từ Chân cười nói, không biết, ta không có hứng thú với họ. Diệp Quân lắc đầu cười. Từ Chân nói, nơi này có một thứ tốt, sẽ giúp ích rất nhiều cho cậu. Diệp Quân hỏi, cái gì? Từ Chân cười nói, ở phía trước, ta dẫn cậu đi lấy. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi về phía xa, nhưng lúc này Diệp Quân bỗng quay đầu lại nhìn một cột đá bên phải, người trên cột đá đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi người trên cột đá đó mở mắt, Diệp Quân lập tức như gặp phải kẻ địch, vô cùng phòng bị. Nếu tu vi không bị áp chế, dĩ nhiên hắn không sợ nhưng tiếc là bây giờ đến cả kiếm ý hắn đều không thể giải phóng được. Người trên cột đá không ra tay, gã chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Từ Chân nhìn người trên cột đá, không nói gì. Như cảm nhận được ánh mắt của Từ Chân, người trên cột đá quay đầu sang nhìn Từ Chân, khi nhìn thấy cô ta, đồng tử gã co lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Từ Chân nhếch môi, không phát ra tiếng động nhưng người trên cột đá như nghe thấy gì đó, lập tức gật đầu. Diệp Quân quay sang nhìn Từ Chân mỉm cười, không lên tiếng. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn nhìn sang người trên cột đá, ngươi là. Người trên cột đá nhìn Diệp Quân, người hiến tế. Diệp Quân nhíu mày, người hiến tế sao? Người trên cột đá gật đầu, đúng thế. Diệp Quân trầm giọng nói, có nghĩa là gì? Người trên cột đá trầm giọng nói, đây là tổ điện của nền văn minh thủy võ, hễ là người bước vào đây đều sẽ bị hiến tế. Diệp Quân nheo mắt lại, nền văn minh thủy võ. Người trên cột đá gật đầu, nền văn minh đầu tiên ở ngôi sao màu xanh. Diệp Quân trầm giọng nói, tại sao bọn ta lại không bị gì? Người trên cột đá không nói gì, chỉ nhìn Từ Chân. Diệp Quân quay sang nhìn Từ Chân cười nói, hai chúng ta không có tu vi, dĩ nhiên đi vào đây sẽ không bị hiến tế, đi lấy thần vật đó thôi. Cô ta vừa nói vừa kéo Diệp Quân đi về phía xa. Hai người đi sâu vào trong. Lúc này Diệp Quân mới phát hiện, tổ điện này lớn hơn hắn nghĩ, không thấy điểm cuối ở đâu, hai bên đều dày đặc những cột đá, trên mỗi cột đá đều có một người. Vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm trọng, nơi này quả thật hơi kỳ lạ, hơn nữa hắn cứ có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay lúc này, Từ Chân bỗng siết chặt tay hắn, mỉm cười, đừng nghĩ nhiều,
ta đã dẫn cậu đến đây thì tất nhiên là sẽ an toàn nên cứ yên tâm. Diệp Quân nhìn Từ Chân, gật đầu, ừ. Từ Chân khẽ cười, sau đó kéo Diệp Quân đi vào trong sâu. Hai người đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại, cách đó không xa có một bệ đá, trên bệ đá là một cây cột tròn dài cả trăm trượng, trên đỉnh cột tròn có một cái hộp đen như mực. Nhìn lên phía trên là một vùng tinh không. Diệp Quân nhìn tinh không đó, cảm thấy hơi tò mò, đây là ảo cảnh à? Từ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Quân đang định nói, ngay lúc này một ông lão mặc áo khoác màu xám bỗng xuất hiện trước cột đá. Gương mặt ông lão mặc áo khoác dài già nua, đồng tử màu xám, cả người toát ra khí tức lạnh lùng. Ông lão nhìn Diệp Quân, sau đó quay đầu nhìn Từ Chân, Từ Chân cô nương kính mến, cô lại đến rồi, có gì dặn dò không? Từ Chân chỉ vào cái hộp, cười nói, ta muốn lấy cái này. Sắc mặt ông lão mặc áo khoác dài trở nên khó coi. Từ Chân nhìn ông lão cười nói, được chứ? Sắc mặt ông lão vẫn khó coi. Ông ta do dự một chút, sau đó nói, Từ Chân cô nương kính mến, đó là hy vọng cuối cùng của nền văn minh thủy võ bọn ta. Từ Chân cười nói, ta biết nhưng thứ cho ta nói thẳng, các ông còn muốn định đợi bao lâu nữa? Ông lão thấp giọng thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Từ Chân cười nói, năm đó các ông suýt nữa tuyệt chủng vì vật này bị tiêu diệt, hiện giờ vẫn chưa buông được sao? Ông lão khẽ lắc đầu, cười khổ nói, nếu cô Từ Chân muốn... Bọn ta có thể làm gì ngoài việc đưa nó cho cô chứ? Từ Chân cười nói, ông cũng đừng nói vậy, như thế này thì sao, vật này thuộc về đứa em này của ta sẽ sắp xếp một thế giới mới cho các ông ở chân vũ trụ, hơn nữa ta cam đoan với ông rằng chỉ cần chân vũ trụ vẫn còn thì các ông vẫn còn. Nghe Từ Chân nói thế, ông lão mừng rỡ, điều này tương đương với có được sự bảo vệ của người phụ nữ trước mặt này. Ông ta lập tức cúi người xuống, cảm ơn Từ Chân cô nương. Như Từ Chân đã nói, thật ra hiện giờ thần vật trên cột đá là một tai họa với họ, vì họ đã không còn khả năng bảo vệ thần vật đó nữa. Nếu lấy thần vật này để đổi lấy sự bảo vệ của người phụ nữ trước mặt thì quá đáng giá. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là họ không còn sự lựa chọn nào khác. Người phụ nữ trước mặt không ra tay cướp lấy nó đã là nể mặt họ rồi. Nghe ông lão nói thế, Từ Chân mỉm cười, vậy lấy thần vật đó xuống đi. Ông lão mặc áo khoác dài hơi cúi người xuống, xòe bàn tay ra, chiếc hộp trên cột đá lập tức bay vào trong tay ông ta, sau đó ông ta cung kính đưa chiếc hộp đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân quay sang nhìn Từ Chân mỉm cười gật đầu. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, nhận lấy chiếc hộp. Từ Chân cười nói, mở ra xem đi. Diệp Quân gật đầu, hắn mở hộp ra, bên trong chiếc hộp có một luồng khí màu lam sẫm lơ lửng, ngay khi luồng khí này xuất hiện. Diệp Quân bỗng cảm thấy một nguồn năng lượng cực kỳ đáng sợ, tựa như làn sóng dâng trào ùa về phía hắn hết đợt này đến đợt khác. Vẻ mặt Diệp Quân hơi thay đổi, hắn chưa từng nhìn thấy năng lượng nào đáng sợ như vậy. Diệp Quân quay sang nhìn Từ Chân mỉm cười nói, Tổ Nguyên. Diệp Quân ngờ vực, Tổ Nguyên. Từ Chân gật đầu, hiện giờ năng lượng cao cấp nhất mà toàn bộ vũ trụ đã biết vẫn còn ở trên đạo nguyên trong truyền thuyết. Tổ nguyên này hiện đã không còn nữa, chỉ từng xuất hiện trên thế giới vào 50 tỷ năm trước, muốn lấy loại tổ nguyên này thì chỉ có cách quay ngược về 50 tỷ năm trước mới có thể lấy được. Cô ta vừa nói vừa nhìn tổ nguyên trước mặt Diệp Quân, năm đó đám người tuế nguyệt nghịch lưu giả đến đây là vì muốn cướp lấy tổ nguyên này. Diệp Quân rất kinh ngạc, hắn nhìn tổ nguyên trong tay, hắn không ngờ tổ nguyên trước mặt này lại đến từ 50 tỷ năm trước. Như nghĩ đến điều gì? Diệp Quân đưa tổ nguyên trong tay cho Từ Chân, tỷ chắc cũng cần nhỉ. Từ Chân lắc đầu khẽ cười, ta không cần. Diệp Quân không lên tiếng. Từ Chân cười nói, thật sự không cần, cậu mau uống nó đi, ta canh cho cậu. Diệp Quân gật đầu, cũng không do dự nữa, lập tức há miệng, tia tổ nguyên đó biến thành luồng sáng đi vào trong người hắn. Rầm, thoáng chốc khí tức của Diệp Quân điên cuồng dâng trào. Luồng sức mạnh đáng sợ liên tục tuôn ra quanh người hắn, sau đó lan tràn ra xung quanh, thời không xung quanh bắt đầu rung chuyển. Từ Chân quay đầu lại nhìn ông lão mặc áo khoác dài, giật khóe môi. Ông lão sửng sốt, sau đó xòe tay phải ra rồi nhẹ nhàng đè xuống, thời không xung quanh bị chấn áp. Lúc này trên người Diệp Quân bỗng xuất hiện một nguồn sức mạnh bí ẩn, sức mạnh này không ngừng giao quanh người hắn.
Thấy thế vẻ mặt ông lão đó trở nên nghiêm trọng. Sức mạnh tổ nguyên. Vẻ mặt nghiêm trọng của ông lão trở nên phức tạp. Đây là tổ nguyên mà năm đó nền văn minh thủy võ dùng cả mạng sống để bảo vệ, mà bây giờ lại để người ngoài chiếm hời. Ông lão thầm thở dài. Thật ra nếu biết trước thực lực năm đó có cách biệt như vậy, nền văn minh thủy võ chắc chắn sẽ không dùng tính mạng để bảo vệ tổ nguyên, khi họ phát hiện ra sự cách biệt thực lực giữa hai bên thì đã muộn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta quả quyết giao tổ nguyên ra, vì họ không phải là đối thủ của Từ Chân. Người này còn đáng sợ hơn đám người tuế nguyệt nghịch lưu giả năm đó. Cô ta lên tiếng muốn lấy đã là nể mặt họ rồi. Dầm. Ngay lúc này, một luồng khí tức cực mạnh bỗng bộc phát từ trong người Diệp Quân, thoáng chốc Diệp Quân từ cảnh giới thần đế đạt đến đại đế. Cảnh giới đại đế. Khí tức mạnh mẽ như sóng trào liên tục tuôn ra từ trong người Diệp Quân, sau đó lan tràn ra xung quanh. Ông lão mặc áo khoác dài lại ra tay chân áp. Thế nhưng khí tức của Diệp Quân lại càng lúc càng mạnh. Diệp Quân mở mắt ra nhìn Từ Chân, hơi lo lắng, Chân tỷ, chấn áp không? Từ Chân mỉm cười, không cần. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lần này hắn không chấn áp nữa, để mặc khí tức của mình điên cuồng tăng lên. Bây giờ hắn đã là đại đế, lên thêm một bậc nữa là tuế nguyệt đại đế, muốn đạt đến tuế nguyệt đại đế thì phải có sức mạnh tuế nguyệt. Ngay lúc này tay phải giấu đằng sau Từ Chân bỗng hơi xoay chuyển. Dầm. Thoáng chốc, xung quanh tổ điện tiến vào một mảnh tuế nguyệt trường hà, sau đó vô số sức mạnh tuế nguyệt như sóng trào ập đến chỗ Diệp Quân. Ông lão ở một bên nhìn Từ Chân, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Như nghĩ đến điều gì, ông lão nói, Từ Chân cô nương, hắn liên tiếp phá vỡ hai cảnh giới, sẽ không có vấn đề gì chứ. Từ Chân cười nói, nếu là người khác thì sẽ có vấn đề nhưng cậu ta thì không. Ông lão khó hiểu, tại sao? Từ Chân nói, hắn trước giờ luôn trấn áp cảnh giới của mình, nền tảng của hắn vững chắc như đá, đạo tâm của hắn cũng rất kiên định, thế nên ngay cả khi đạt đến tuế nguyệt đại đế cũng sẽ không có chuyện cảnh giới không vững, dù sao thực lực của hắn cũng đã vượt qua tuế nguyệt đại đế từ lâu. Đương nhiên vẫn sẽ phát sinh một ít thứ không hợp, thế nên lát nữa cần ông giúp. Ông lão vội nói, Từ Chân cô nương cứ việc dặn dò. Từ Chân mỉm cười, lát nữa ta cần ông mở tổ điện, triệu hồi 12 võ linh đến tập luyện với hắn. Ông lão gật đầu, được. Từ Chân nhìn ông lão, cười nói, các ông có thể triệu hồi mấy lần. Ông lão trầm giọng nói, 3 lần. 3 lần. Từ Chân nhìn ông lão, cười nói, ông không tiếc nhỉ. Ông lão không nói gì. 12 tổ linh. Đó là một trong những con át chủ bài mạnh nhất của nền văn minh thủy võ, năm đó sở dĩ nền văn minh thủy võ không bị tiêu diệt hoàn toàn cũng có công lớn của 12 vị tổ linh này. 12 vị tổ linh là linh hồn 12 vị tiên tổ của nền văn minh thủy võ, thực lực của họ đều rất nghịch thiên, đều có khả năng đáng sợ ngược dòng thời gian. Bây giờ họ chỉ có thể triệu hồi 3 lần. Thông thường nếu bảo ông ta triệu hồi để tập luyện cho người khác, có đánh chết ông ta cũng không làm thế. Nhưng lúc này ông ta lại đồng ý không do dự. Tại sao? Vì ông ta cảm thấy đáng. Bây giờ nền văn minh thủy võ cần một chỗ dựa vững chắc. Hai người trước mặt này chẳng phải là chỗ dựa tốt nhất sao? 12 tổ linh, dùng một lần thì bớt đi một lần nhưng hai người trước mặt này là không giới hạn. Vụ giao dịch này khá hời. Ngay lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bỗng ùn ùn kéo đến từ tận cuối tuế nguyệt trường hạ ở đằng xa. Từ Chân cau mày, ta ở đây dạy cậu. Từ Chân nhìn tận cuối tuế nguyệt trường hà phía xa, nơi đó đột nhiên vang lên một giọng nói, người dám cướp sức mạnh tuế nguyệt đi, người không muốn sống nữa à? Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Ông lão mặc áo khoác dài nhíu mày, tuế nguyệt thần linh. Tuế nguyệt vô tận dĩ nhiên sẽ có linh hồn, tên là tuế nguyệt thần linh, canh giữ tuế nguyệt vô tận, cũng coi là đứng đầu trong rất nhiều thần linh của vũ trụ. Đương nhiên thần linh vũ trụ mạnh nhất vẫn là vị này chân thần này, cô ta là vị thần linh đầu tiên siêu thoát khỏi cơ thể thần linh bản thể trong lịch sử. Từ Chân nhìn tuế nguyệt thần linh đó, mỉm cười không nói gì. Khi tuế nguyệt thần linh đó nhìn thấy Từ Chân, sắc mặt thay đổi, sợ hãi nói, chân thần. Từ Chân cười nói, dùng chút sức mạnh tuế nguyệt, không vấn đề gì chứ. Tuế nguyệt thần linh vội nói, không có không có, cô cứ việc sử dụng. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Quân,
khi nhìn thấy Diệp Quân, ông ta lại biến sắc. Mẹ nó chứ! Vua dựa dẫm! Bây giờ tên họ Diệp đó là người có tiếng trong các giới, không thể chọc vào hắn. Tuế Nguyệt Thần Linh toát mồ hôi lạnh. Một người là chân thần vô địch. Một người là vua dựa dẫm vô địch. Sao hai người này ở đi cùng nhau thế? Từ Chân bỗng cười nói, sau khi hắn trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế, bọn ta sẽ đi, người đi đi. Nghe thế Tuế Nguyệt Thần Linh như chút được gánh nặng, lập tức cúi người biến mất. Từ Chân nhìn Diệp Quân ở một bên, lúc này khí tức của Diệp Quân đã đạt đến điểm giới hạn, sắp đột phá lần nữa. Ông lão mặc áo khoác dài nhìn Diệp Quân ở một bên, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, vừa rồi ông ta nghe Từ Chân nói đây là em trai, nhưng giờ xem ra đây không phải là em trai bình thường. Rầm. Ngay lúc này Diệp Quân đang ngồi khoanh chân lại bỗng mở mắt ra, thoáng chốc một luồng khí tức mạnh cực kỳ đáng sợ bộc phát từ trong người hắn. Tuế Nguyệt Đại Đế. Diệp Quân siết chặt hai tay lại, lúc này hắn cảm nhận được trong người mình có sức mạnh vô tận. Từ Chân bỗng nói, cảm thấy thế nào? Diệp Quân cong môi, rất thoải mái. Từ Chân cười nói, xuất kiếm xem thử. Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, nơi này không phải là ngôi sao màu xanh sao? Từ Chân nói, đây là Tuế Nguyệt Trường Hà, tu vi của cậu đã khôi phục rồi. Tu vi khôi phục. Diệp Quân nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó tâm niệm hắn thay đổi, một thanh kiếm lao lên trời từ trong người hắn. Diệp Quân xòe bàn tay ra, thanh kiếm đó xuất hiện trong tay hắn. Vèo! Kiếm ý đáng sợ bỗng trào ra từ trong người Diệp Quân, Tuế Nguyệt Trường Hà lập tức sôi trào. Thấy thế sắc mặt ông lão thay đổi, kiếm ý này đáng sợ quá. Diệp Quân nhắm mắt lại. Đã lâu không gặp, bị trấn áp ở hệ Ngân Hà đã lâu, cảm giác vô địch đó lại quay lại rồi. Diệp Quân bỗng nhìn Từ Chân cười nói, cậu định đánh với ta sao? Diệp Quân lắc đầu cười, không. Đùa à, mặc dù hắn hơi kiêu ngạo nhưng vẫn chưa kiêu ngạo đến mức dám một mình khiêu chiến với Từ Chân. Tự tin là chuyện tốt nhưng nếu tự tin thái quá thì gọi là tự đại đấy. Từ Chân mỉm cười, ta đã sắp xếp vài đối thủ cho cậu rồi. Diệp Quân vội nói, ở đâu? Bây giờ hắn chỉ muốn đánh một trận cho sảng khoái. Đến hệ Ngân Hà một thời gian đúng là kiềm chế đến mức sắp chết rồi. Từ Chân nhìn ông lão gật đầu, ông ta xòe tay ra, một ngôi điện nhỏ màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Chính là tổ điện trước đó. Ông lão nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, mời vào điện. Diệp Quân gật đầu, sau đó biến thành kiếm quang đi vào tổ điện, thoáng chốc Diệp Quân đã đi vào trong hư không, hắn nhìn xung quanh. Đang định nói gì thì 12 khí tức đáng sợ bỗng xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, ngay sau đó 12 cường giả bí ẩn mặc áo giáp đen chậm rãi bước ra từ trong thời không. Nhìn thấy 12 cường giả này, sắc mặt Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, khí tức của 12 cường giả này khủng khiếp thật. Lúc này, Từ Chân xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn thoáng qua 12 cường giả bí ẩn đó, sau đó nói, đây là 12 cường giả đỉnh cấp của nền văn minh thủy võ năm đó. Mặc dù bây giờ không bằng lúc đỉnh cao nhưng thực lực cũng hơn hẳn mệnh vận đại đế bình thường. Hơn nữa họ đã trải qua không ít các cuộc chiến đấu, cho dù những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả cũng thua trong tay họ, không thể chiếm hời. Diệp Quân trầm giọng nói, ta đánh với họ sao? Từ Chân gật đầu, ừ. Diệp Quân chớp mắt, đánh với 12 người hả? Từ Chân cười nói, cậu có thể một đánh một. Diệp Quân cười nói, thử trước xem sao. Bây giờ tu vi của hắn đã được khôi phục, cơ thể cũng đã mạnh trở lại nhưng hắn không dám tự tin thái quá. Từ Chân cười nói, vậy bắt đầu đi. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa dứt lời, hắn bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ tích tắc đã lao đến trước mặt 12 võ linh. Lúc này võ linh dẫn đầu bỗng đâm một thương. Vèo! Âm thanh trầm thấp vang lên, Diệp Quân bị đánh văng ra xa cả ngàn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn cánh tay phải của mình, cả cánh tay phải đều nứt toác, không chỉ cánh tay phải, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Khủng khiếp thật! Vẻ mặt Diệp Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc, bây giờ hắn đã là Tuế Nguyệt Đại Đế, vài mệnh vận Đại Đế cũng chưa chắc có thể đỡ được nhát kiếm vừa rồi, nhưng đối phương chỉ mới đánh một đòn đã khiến hắn văng ra xa, lại còn bị thương. Cũng may chưa nói là đánh với 12 người. Diệp Quân quay lại nhìn về phía Từ Chân,
Từ Chân cười nói, thời gian ở đây không giống với bên ngoài, cậu đánh với họ đi, ta ở đây dạy cậu. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn biến thành kiếm quang xông đến chỗ Võ Linh dẫn đầu đó. Thuật bạt kiếm. Hiện giờ hắn có thể chồng chéo 600 nhát. Tăng lên gấp mấy lần. Nhát kiếm này vừa được tung ra, trời đất như nứt toạc nhưng thoáng chốc đã trở lại như bình thường, hơn nữa còn được sức mạnh bí ẩn củng cố. Võ Linh dẫn đầu trước mặt Diệp Quân bỗng lao đến trước, đâm một thương vào Diệp Quân. Đối đầu trực diện. Cây thương này đâm đến, không có bất kỳ thương quang và thương ý, chỉ là một nhát thương bình thường, thế nhưng một nhát thương bình thường này lại khiến Diệp Quân văng ra xa cả ngàn trượng. Diệp Quân vẫn chưa dừng lại, Võ Linh dẫn đầu đó bỗng xuất hiện lại trước mặt hắn, lại đâm một nhát thương nữa. Đồng tử Diệp Quân co lại, thi triển kiếm vực nhằm trấn áp, nhưng ngay lúc này Võ Linh đó cầm trường thương quét ngang một đường. Rầm, kiếm vực bị phá vỡ. Sức mạnh cực lớn khiến Diệp Quân lại văng ra xa cả vạn trượng. Diệp Quân vừa dừng lại, Võ Linh đó lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa. Xoẹt xoẹt, cây thương dài trong tay Võ Linh đó đâm đến như vũ bão, Diệp Quân bị đè dưới đất liên tục lùi về sau, bị áp chế hoàn toàn. Từ Chân ở một bên bình tĩnh quan sát. Sở dĩ cô ta tìm đối thủ mạnh như vậy cho Diệp Quân là để đè nén tâm lý của Diệp Quân, vì Diệp Quân vừa mới thăng cấp. Tâm lý của hắn chắc chắn sẽ trở lên kiêu ngạo, một khi một người kiêu ngạo thì không thể bình ổn lại cảm xúc, muốn thăng cấp lần nữa là rất khó. Vì hắn nghĩ mình rất lợi hại rồi. Thế nên phải kiềm chế tâm lý kiêu ngạo của hắn. Nhưng không lâu sau ánh mắt cô ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, vì cô ta nhận ra mặc dù Diệp Quân bị Võ Linh đó đánh áp chế nhưng Diệp Quân cũng càng đánh càng mạnh, hơn nữa hắn còn học được cách đánh của Võ Linh này. Càng đánh càng mạnh. Vừa đánh vừa học hỏi. Từ Chân cong môi, võ thần, cứ thế sau khi đánh nhau được vài tiếng, mặc dù Diệp Quân vẫn ở thế yếu nhưng đã tốt hơn trước khá nhiều. Không chỉ như vậy, bây giờ hắn đã dần thích ứng với cảnh giới của Tuế Nguyệt Đại Đế, sử dụng một ít sức mạnh và kỹ năng cũng càng lúc càng mạnh hơn trong khi chiến đấu. Vài ngày sau, bây giờ Diệp Quân đã có thể đánh ngang tài ngang sức với Võ Linh dẫn đầu đó. Trong lúc đánh, thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm của hắn cũng chồng chéo đến 700 nhát, tăng lên được 100 nhát. Bây giờ chém một nhát kiếm xuống, Võ Linh đó sẽ bị đánh ép lùi về sau mấy ngàn trượng. Lại qua thêm 5 ngày, Diệp Quân đã dần chiếm ưu thế. Khoảng thời gian này Từ Chân luôn đứng một bên quan sát, không hề rời đi. Hai người lại đánh thêm 3 ngày nữa, lúc này thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm của Diệp Quân đã có thể chồng chéo đến 800 nhát, chém một nhát kiếm xuống. Võ Linh đó lùi lại cả vạn trượng. Đến đây, sức mạnh của Võ Linh đó cũng không thể đánh trực diện với hắn nữa. Sau khi Diệp Quân chém một nhát kiếm đánh lui Võ Linh đó, khi hắn muốn ra tay nữa thì Từ Chân bỗng nói, khoan đã. Diệp Quân dừng tay, hắn xoay người nhìn Từ Chân mỉm cười, cậu đang thi triển kiếm kỹ đặc biệt, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ông nội ta dạy cho ta, thuật bạt kiếm. Từ Chân đi đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, cốt lõi của kiếm kỹ này là sức bộc phát, chồng chéo vô số nhát trong tích tắc, thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất. Cô ta ngừng lại, sau đó lại nói, cậu có từng nghĩ thật ra nó còn có thể thay đổi chất nữa không? Diệp Quân hơi tò mò, thay đổi chất lần nữa ư? Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân trầm giọng nói, làm thế nào? Từ Chân nói, bây giờ cậu có thể chồng chéo 800 nhát trong tích tắc. Đây là cực hạn hiện giờ của cậu, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng. Từ Chân nói, ta nói cho cậu một ý tưởng, chẳng hạn như đầu tiên cậu thi triển một lần 800 thuật bạt kiếm, ngay khi kiếm khí của 800 nhát thuật bạt kiếm này lao ra, cậu lại thi triển một lần nữa, tức là lại thêm một lần chồng chéo 800 nhát. Diệp Quân sửng sốt, điều này tức là liên tục thi triển hai lần thuật bạt kiếm, không có điểm đặc biệt. Từ Chân lắc đầu cười. Nếu có cách để hai luồng kiếm khí chồng chéo 800 nhát này dung hợp với nhau thì sao? Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, vội nói, dung hợp thế nào? Từ Chân nói, cậu nhìn cho kỹ. Cô ta vừa nói vừa cầm kiếm trong tay Diệp Quân lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí xẹt qua không trung nhưng ngay sau đó, cô ta lại vung lên, lại thêm một kiếm khí khác bay ra. Lúc này, tốc độ của kiếm khí phía trước bỗng chậm lại, kiếm khí phía sau đột nhiên đuổi kịp.
hai luồng kiếm khí dung hợp lại, uy lực lập tức tăng gấp đôi. Diệp Quân siết chặt hai tay, phấn khích nói, thời không. Chân tỷ, tỷ lợi dụng khả năng đặc biệt của thời không để làm chậm tốc độ của kiếm khí phía trước. Thật ra vẫn là chồng chéo, nhưng cách chồng chéo lại khác với của ta, cách chồng chéo của ta là chồng chéo một lần, còn cách chồng chéo này của tỷ bằng hai lần cách chồng chéo chỉ trong một lần. Từ chân gật đầu, có thể nói, mặc dù uy lực của hai lần 800 nhát chồng chéo mà cậu thi triển cũng khá mạnh nhưng lại không làm cho chúng mạnh hơn, thật ra vẫn là phương pháp chồng chéo nhưng cách chồng chéo thay đổi một chút, nhưng uy lực đã tăng lên rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, phấn khích nói, cách này được lắm. Từ chân cười nói, vẫn còn một chiêu. Diệp Quân nhìn từ chân nói, thời không chồng chéo. Diệp Quân khó hiểu, thời không chồng chéo. Từ chân mỉm cười nói, xâm nhập hàng ngàn thời không, trong mỗi thời không thi triển một thuật chồng chéo bạt kiếm một lần, cuối cùng để sức mạnh của chúng hội tụ trong thời không này. Uy lực đó sẽ mạnh hơn thuật bạt kiếm chồng chéo đơn thuần rất nhiều, dĩ nhiên cũng sẽ khó hơn. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng ôm lấy từ chân. Sau đó hôn thật mạnh lên môi cô ta, mừng rỡ nói, chân tỷ, tỷ đúng là thiên tài. Nói xong, hắn xoay người lao đến chỗ võ linh đó. Lúc lao đến, hắn cảm thấy lòng mình lâng lâng. Từ chân nhìn Diệp Quân chạy đi rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, cảm thấy có gì đó thật là kỳ lạ. Cô ta không nói rõ được đó là gì, chỉ biết nó. Rất lạ. Một hồi lâu sau, từ chân lắc đầu cười. Bên kia. Diệp Quân đã vào tới trước mặt võ linh. Có lẽ vì phấn khích nên khí thế của hắn tăng lên ngùn ngụt làm nó không dám khinh thường, lập tức nhấc chân lao tới. Quỳnh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lan xa bốn phía. Diệp Quân và võ linh dẫn đầu kia đồng thời lùi lại. Sau đó, Diệp Quân bắt đầu thử dùng hai lần chồng chéo. Với hắn mà nói thì đây không phải chuyện gì khó, bởi hắn đã nắm được thời không trong tay. Chỉ cần sức mạnh và tốc độ theo kịp thì có thể hoàn thành dễ như ăn kẹo. Sau nửa giờ thử nghiệm, quỳnh, lại một tiếng nổ dữ dội vang vọng đất trời, võ linh kia bị chém bay đi vạn trượng. Sau khi dừng lại, thân thể nó còn nhòe đi. Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay mà phấn khởi vô cùng. Uy lực của nhát kiếm vừa rồi mạnh hơn thuật bạt kiếm chồng chéo đến tận mấy lần, ngay cả võ linh kia cũng phải bó tay. Mà đã chồng hai lần được thì ba lần cũng có thể. Diệp Quân nghĩ vậy thì nhếch mép nói với võ linh, đến đây. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất tại chỗ. Võ linh kia cũng biến mất. Tiếp tục đánh. Từ chân đứng một bên quan sát mà không khỏi ngạc nhiên trước thiên phú của Diệp Quân. Thiên phú gì mà nghịch thiên quá vậy? Vừa nói đã hiểu, vừa học đã biết. Bên kia, Diệp Quân càng đánh càng hăng máu. Có chân thụ và huyền khí vô tận hỗ trợ, hắn không khác gì động cơ vĩnh cửu, có thể chiến đấu đến vô chừng, chính vì vậy nên mới có thể không ngừng sử dụng phương pháp chồng chéo kia. Vì muốn xem sức mạnh thuần túy của mình đã đến đâu nên hắn cũng không dùng đến cây thần tự nhiên và sức mạnh huyết mạch. Cuộc chiến lần này giữa Diệp Quân và Võ Linh kéo dài đến tận nửa tháng. Mỗi giây mỗi khắc đều có tiếng kiếm minh vang vọng khắp nơi, sau đó Võ Linh bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Khi dừng lại thì thấy thân thể mình đang biến mất một cách thần tốc. Đó là 800 nhát chém chồng chéo 3 lần. Đánh bay võ linh rồi, Diệp Quân nhìn xuống thân thể mình, phát hiện máu tươi đang không ngừng trào ra từ vô số vết rạn nứt. Hắn cười khổ. Liên tục chồng chéo 800 nhát chém đã thành công, nhưng thân thể hắn lại không chịu nổi. Nhát kiếm này thật sự là hại địch 1.000, hại mình 800. Cũng may là có cây thần tự nhiên trong tay nên có thể khôi phục nhanh chóng. Diệp Quân nhìn võ linh, thấy nó đã trở nên nhạt nhòa vô cùng, không còn sức đánh nhau nữa. Nhưng qua suốt một tháng mà vẫn có thể khiến hắn phải ăn đòn đau, sức mạnh của võ linh này đúng là đáng sợ. Nó lại không phải bản thể chủ nhân, bằng không e rằng Diệp Quân có chồng chéo 800 nhát chém 3 lần liên tục cũng không làm gì được. Lúc này... Từ chân bước tới bên cạnh hắn với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Diệp Quân tròn mắt, sao vậy? Từ chân nghiêm túc nói, lần trước cậu hôn ta. Diệp Quân đờ ra, đã một tháng rồi mà vẫn còn nhớ á. Từ chân lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Quân chần chừ, đó là cách cảm ơn đặc biệt ở ngôi sao màu xanh. Từ chân, cậu tin à? Diệp Quân câm luôn. Từ chân vẫn nhìn hắn,
nụ cười dần biến mất. Một hồi sau, Diệp Quân mới lý nhí, hay là ta để tỷ hôn lại. Nói xong cũng nhận ra mấy lời này vô lý đến cỡ nào, bèn đỏ mặt phừng phừng. Từ Chân tiếp tục im lặng nhìn hắn. Diệp Quân thấy cô ta cứ mãi vậy thì đâm ra hoảng, bèn nắm tay đối phương, tỷ giận sao? Từ Chân vẫn không nói gì, mặt mày lạnh tanh. Diệp Quân vừa mở miệng thì cô ta thở dài, cậu làm như vậy là không được. Diệp Quân cúi đầu, xin lỗi, lúc ấy ta hưng phấn quá nên mới. Từ Chân lắc đầu, ta không nói chuyện ấy. Diệp Quân khó hiểu ngẩng đầu lên. Từ Chân, hôn cũng đã hôn rồi, sao không thoải mái thừa nhận đi? Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân, dám hôn thì dám nhận, bằng không thì đáng mặt nam tử hán đại trượng phu sao? Diệp Quân im lặng. Từ Chân tiếp tục, cậu lúc nào cũng sợ sệt trong chuyện tình cảm, không dám đối mặt với nội tâm mình. Điều này đã là không tốt, vậy mà cậu còn giả ngu, đó là càng không nên nữa. Cậu chiếm lợi rồi nhưng lại giả ngu không biết gì, không muốn chịu trách nhiệm, đây là điều mà một thằng đàn ông nên làm à? Diệp Quân rũ đầu im thin thít. Từ Chân quát, nhìn lên. Diệp Quân do dự một hồi rồi mới dám ngẩng lên. Lại nghe cô ta nói, trên đời này đàn ông mạnh có tam thê tứ thiếp, đàn bà mạnh cũng có vô số đàn ông. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định thì sẽ không thiếu người vây quanh. Chuyện người ngoài ta không muốn, cũng sẽ không xen vào, nhưng cậu thì ta phải nói cho ra lẽ. Bởi ta phát hiện cậu là một thằng khốn nạn, nghe răn dậy. Diệp Quân, Từ Chân, cậu được phú cho dung mạo, ra thế lại có một không hai, tính tình tốt. Nhân phẩm không tồi, đối xử với nữ giới thì hào sảng, gần như không có khuyết điểm. Người như cậu khi tiếp xúc với con gái thường sẽ khiến họ động lòng, nhưng cậu giải quyết thế nào? Cậu làm gì trong tình huống đó? Cậu muốn ở cùng người ta nhưng lại thấy mắc nợ, thế là làm như không biết gì. Thứ tốt thì ăn hết, trách nhiệm thì vứt đó, để người ta bơ vơ. Cô ta lắc đầu, nói ngắn lại, cậu chính là thứ đàn ông không chịu chủ động, không biết nhận trách nhiệm. Lại càng không biết mở mồm từ chối. Diệp Quân câm như hến. Từ Chân nhẹ giọng, ta nói nặng lời hơn thế này. Những gì cậu làm có khác gì gái điếm mà đòi lập đền thờ trinh tiết không hả? Nặng hơn nữa, có khác gì lừa trên gạt dưới? Cậu thân là kiếm tu mà làm vậy xem được à? Diệp Quân không nói được tiếng nào. Từ Chân, ta vốn muốn để cậu tự ngộ ra đạo lý này, nhưng bây giờ mới nhận ra cậu không phải không biết. Mà là nhắm mắt làm ngơ. Diệp Quân tiếp tục cúi gằm mặt. Từ Chân, giận à? Hắn lắc đầu, không. Từ Chân mỉm cười, ta nói như vậy là hy vọng cậu hiểu ra, nam tử hán đại trượng phu làm gì cũng phải quang minh chính đại. Không chuyên tình được thì đa tình, nhưng đa tình cũng phải thẳng thắn mà nói. Khi gặp cô gái nào thích cậu mà cậu cũng thích lại thì quyết đoán lên, đừng có giả ngu để người ta lửng lơ ở đó, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Từ Chân cười, hiểu thật không? Thấy hắn gật đầu, cô ta lại hỏi, vì sao lại hôn ta? Diệp Quân, khi ấy vui quá nên làm vậy, thật sự không có suy nghĩ gì khác. Từ Chân chỉ cười. Diệp Quân chân thành nói, thật sự không có ý gì khác hết. Từ Chân, ta đâu có nói cậu có gì khác. Diệp Quân, Từ Chân nhìn những võ linh ở nơi xa, tiếp tục tỉ thí đi. Bọn họ có kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, so tài với họ sẽ rất có ích cho cậu. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa đi về phía võ linh được hai bước, hắn lại trở về bên Diệp Quân, chân thành nói cảm ơn Chân tỷ. Từ Chân cười, cảm ơn gì? Diệp Quân, cảm ơn tỷ đã giúp ta hiểu ra nhiều chuyện. Trước kia không ai dạy ta những thứ này, ta đều giả ngu giả ngơ như tỷ nói hoặc trốn tránh đi. Nhưng chính vì vậy mà suýt mất đi một số người cực kỳ quan trọng. Hắn lắc đầu, tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Từ Chân mỉm cười, trên đời này không có ai làm đúng mãi. Ta cũng từng phạm rất nhiều sai lầm, nhưng chỉ cần biết mình sai ở đâu, đồng thời có ý muốn sửa lỗi là được rồi. Diệp Quân cười, vâng. Nói rồi đi về phía các võ linh. Từ Chân nhìn theo với một nụ cười xinh đẹp. Những ngày sau đó, Diệp Quân đều lao vào chiến đấu một cách điên cuồng với các võ linh. Bọn họ rất mạnh nên hắn phải dốc toàn lực, trận nào cũng thoải mái đầm đìa. Từ Chân ngày ngày đều theo dõi tỉ thí rồi đưa ra hướng dẫn, nhờ đó mà Diệp Quân tiến bộ một cách thần tốc.
Từ Chân cũng vô cùng bất ngờ khi nhận ra thiên phú của người này còn yêu nghiệt hơn cô ta tưởng nhiều. Mà hắn cũng rất chịu thương chịu khó, không biết bao nhiêu lần bị võ linh quật ngã tơi bời nhưng vẫn cắn răng đứng dậy, lại không hề giận dữ mà càng đánh càng hăng. Lại thêm một tháng trôi qua, 11 võ linh kia tuy vẫn cho Diệp Quân ăn đập hàng ngày nhưng cũng đã không làm gì được hắn nữa. Bởi vì sức mạnh thân xác của hắn cũng tăng lên ngùn ngụt. Đó là hắn còn chưa dùng đến huyết mạch, bằng không thì kiếm sẽ càng mạnh hơn. Thêm một tháng nữa, được Từ Chân chỉ dẫn, Diệp Quân đã có thể đánh ngang tay với 11 võ linh. Nhưng vì họ quá mạnh nên hắn có muốn giết cũng khó. Một ngày nọ, Từ Chân xuất hiện, ngăn cản một chiêu hắn đang định tung ra, cười nói, đủ rồi. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn cũng cảm thấy mình đã đi đến cực hạn. Để đánh bại 11 người này thì cần dùng đến sức mạnh huyết mạch. Từ Chân cười cười rồi dẫn hắn rời đi. Họ xuất hiện lại ở tổ điện, thấy một ông lão đội nón rộng vành đứng trước mặt. Diệp Quân hỏi, ngoài này đã trôi qua bao lâu rồi? Từ Chân cười, chỉ vài giờ mà thôi. Diệp Quân khiếp đảm, thế mà chỉ có vài giờ thôi ư? Chẳng lẽ Chân tỷ thật sự có khả năng nghịch chuyển thời gian? Hắn kinh hãi nghĩ. Từ Chân bỗng chỉ lên trên, nhìn tinh không xem. Diệp Quân làm theo, không biết thấy được gì mà đồng tử co rụt lại, đáy lòng chấn động. Tinh không này là một bản đồ lớn, bản đồ vô biên vô tận, với thực lực của hắn bây giờ cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Mà ở trong đó, hắn nhìn thấy mấy khu vực quen thuộc, chân vũ trụ quan huyên, còn có chư thiên vạn giới. Sở dĩ hắn thấy khiếp sợ và khó tin là vì hắn phát hiện những vũ trụ này gộp lại với nhau, gồm cả hệ ngân hà cũng chỉ chiếm chưa đến 1% trong bản đồ tinh không này. Chưa đến 1% là khái niệm thế nào? Diệp Quân nhìn bản đồ vũ trụ trước mắt, lúc này hắn thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu hỏi Từ Chân, Chân tỷ, đây là? Từ Chân đáp, bản đồ vũ trụ. Diệp Quân nghi ngờ hỏi lại, bản đồ vũ trụ. Từ Chân gật đầu, đây là do một dị nhân đã biết toàn cảnh vũ trụ vẽ ra, dị nhân kia có năng lực đặc biệt, có thể tự do đi lại giữa các vũ trụ, vì thế năm đó đối phương đi qua vô số vũ trụ, vẽ ra bản đồ vũ trụ này. Diệp Quân nhìn bản đồ vũ trụ, cười khổ, không ngờ vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ của chúng ta lại nhỏ bé đến thế. Từ Chân cười nói, đúng là khá nhỏ bé, hơn nữa bản đồ này vẫn chưa phải bản cuối cùng. Dứt lời. Cô ta chỉ vào một khu vực màu đen ở phía nam bản đồ, nơi này có tên là khu vực cấm, một khu vực đặc biệt mà dị nhân kia đánh dấu, nó bị nàng đặt tên là khu vực cấm vì nàng cũng không thể đặt chân đến khu vực này. Diệp Quân nhíu mày, không thể đặt chân đến khu vực kia. Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, nguy hiểm lắm sao? Từ Chân cười đáp, ở nơi này có một đất nước bí ẩn rất lâu đời, họ đã tăng cường phong ấn ở biên giới vũ trụ. Cấm người trong nước rời đi, đồng thời cũng cấm người bên ngoài tiến vào. Đương nhiên năm đó sở dĩ dị nhân này không thể tiến vào trong đó là vì xui xẻo. Vào năm đó, đất nước bí ẩn kia xuất hiện một nhân vật ghê gớm, đối phương đã tự mở ra một trang mới trên gia phả, sáng lập nên một gia tộc mới. Diệp Quân chớp mắt, tự mở ra một trang mới trên gia phả. Từ Chân cười giải thích, đúng thế, nơi đó có một gia tộc cổ xưa. Thật ra tổ tiên của đối phương cũng là một nhân vật không tầm thường, nhưng không ngờ con cháu đời sau lại xuất hiện một kẻ ghê gớm, có điều lúc đó dường như nội bộ của họ xuất hiện một vài mâu thuẫn, vì thế đối phương mới rời khỏi gia tộc, tự mở ra một trang mới trên gia phả. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tự mở ra một trang mới trên gia phả của gia tộc, có thể nói là rất lợi hại. Nhưng nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên hỏi, vì sao bọn họ không cho người ngoài tiến vào? Từ Chân cười đáp, vì bọn họ có một năng lượng đặc biệt nào đó, vì thế muốn bảo vệ nó. Diệp Quân hỏi, Chân tỷ từng đến đó à? Từ Chân đáp, đúng thế. Diệp Quân lại hỏi, người bên đó có thắng được tỷ không? Từ Chân khẽ mỉm cười, chớp mắt hỏi ngược lại, cậu nghĩ sao? Diệp Quân cười đáp, chắc chắn không thắng được. Từ Chân cười khẽ, sau đó nói, đất nước cổ xưa này khá đặc biệt, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Lỡ như bọn họ ra ngoài. Diệp Quân vô thức nói, không phải vẫn còn Chân tỷ. Nói đến đây, hắn chợt im lặng. Từ Chân như không nghe thấy lời hắn nói, cô ta chỉ vào một khu vực khác trên bản đồ,
nói tiếp, cậu nhìn phía bắc này đi, nơi này là cực bắc của vũ trụ, có một ngôi chùa cổ, trong ngôi chùa cổ có một nhóm thầy tu. Những thầy tu này đều tu theo kiểu khổ hành, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đi về phía bắc hành hương khổ hạnh, mỗi lần hành hương khổ hạnh đều mất ít nhất hơn nghìn năm. Hơn nghìn năm. Diệp Quân tỏ vẻ kích động. Từ Chân mỉm cười nói, cậu biết những thầy tu khổ hạnh kia mạnh đến mức nào không? Diệp Quân lắc đầu. Từ Chân nói, có thể sẽ đổi mới một vài nhận thức của cậu đó. Diệp Quân sửng sốt. Từ Chân lại chỉ về phía đông của bản đồ, khu vực phía đông này có một khu mộ chôn một và cao thủ thân phận bí ẩn, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có cao thủ tỉnh lại từ nơi đó. Diệp Quân nhìn Từ Chân, nhẹ giọng nói, Chân tỷ, tỷ nói mấy chuyện này với ta. Từ Chân cười, nói những thứ này với cậu là muốn cậu biết vũ trụ rộng lớn đến mức nào, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm. Từ Chân tiếp tục, ngoài ra còn có một vài người nghịch hành tuế nguyệt mà cậu từng gặp, thực lực của những người này mạnh hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Diệp Quân nhẹ giọng nói, con đường của ta vẫn còn rất dài. Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quân cười khổ, chợt thấy áp lực lớn quá. Từ Chân cười nói, có áp lực cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Dứt lời, cô ta mở lòng bàn tay, bản đồ vũ trụ kia đột nhiên biến thành một tia sáng bay vào tay cô ta, cuối cùng biến thành một quyển trục, cô ta đưa quyển trục cho Diệp Quân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, cho ta ư. Từ Chân gật đầu, cậu giữ lại thứ này đi, sau này sẽ có tác dụng với cậu. Diệp Quân cũng không từ chối, hắn cất bản đồ vũ trụ đi. Từ Chân cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Hai người rời khỏi hang núi, lúc ra ngoài, hắn phát hiện tu vi của hắn lại bị phong ấn rồi. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, cảm giác vô địch lại biến mất. Lúc này trời đã tối, xung quanh đen kịt, chỉ có miêu trại phía xa thấp thoáng chút tia sáng. Diệp Quân nói, Chân tỷ, đi tới miêu trại kia tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm đã. Ngày mai hẳn về Yến Kinh, tỷ thấy sao? Từ Chân gật đầu, được. Một lát sau, Diệp Quân dẫn Từ Chân đi tới một đỉnh núi, nhìn từ vị trí của họ có thể nhìn xuống toàn bộ miêu trại. Lúc này, toàn bộ miêu trại đều đèn đuốc sáng ngời như một biển sao, đẹp đẽ nguy nga. Từ vị trí của hai người có thể thấy hết toàn bộ cảnh đẹp. Diệp Quân không khỏi thở dài, không ngờ cảnh đêm nơi này lại đẹp đến thế. Từ Chân khẽ mỉm cười nhìn cảnh đêm miêu trại bên dưới, thầm thấy vui vẻ, đẹp. Diệp Quân cười đáp, Chân tỷ đẹp hơn. Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười híp cả mắt, vậy sao? Diệp Quân gật đầu. Từ Chân cười khẽ nắm lấy tay hắn, không nói gì. Diệp Quân dắt Từ Chân đi xuống núi, không lâu sau đó, hai người đã đi tới miêu trại. Vì miêu trại là khu du lịch nên ban đêm càng náo nhiệt hơn. Trên đường phố người đến người đi, đa số đều là các đôi yêu nhau, thi thoảng còn làm kiểu chụp ảnh rất vui vẻ. Diệp Quân và Từ Chân bước đi trên đường phố sầm uất, nhất thời thu hút ánh mắt của không ít người. Hai người thật sự đều rất đẹp, theo mọi người thấy thì đây chính là trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Từ Chân nhìn xung quanh, mỉm cười nói, khói lửa nhân gian. Diệp Quân gật đầu, khung cảnh trước mắt khiến hắn cũng thấy chán nản với việc chém giết. Ăn uống vui đùa tán gái, dường như cuộc sống như thế cũng rất vui. Từ Chân quay đầu nhìn Diệp Quân, cười nói, xem kìa, rất nhiều cô gái đều vô thức nhìn cậu đấy. Diệp Quân cười nói, ta thì thấy vẻ hâm mộ và ghen tị trong mắt rất nhiều người đàn ông. Từ Chân hơi nghi ngờ, hâm mộ và ghen tị, tại sao? Diệp Quân mỉm cười nói, vì ta đang nắm tay nữ thần đẹp nhất nơi này. Từ Chân chớp mắt. Sau đó lắc đầu cười khẽ tối ngày chỉ giỏi nói mấy lời dễ nghe. Diệp Quân cười khẽ không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Từ Chân. Sau khi đi dạo một lát thì hai người đi vào một quán mì. Từ Chân nhìn thực đơn trên tường, cười gọi, ông chủ, cho hai bát mì đậu hũ. Ông chủ ở sau quầy hỏi, có thêm gì nữa không? Từ Chân nhìn thoáng qua, sau đó đáp, thịt kho, trứng gà. Thêm cả hai bát. Ông chủ gật đầu, có ngay đây. Từ Chân dẫn Diệp Quân tìm chỗ ngồi xuống. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên hỏi, Chân tỷ, thời đại trước kia có nhiều tổ nguyên đó lắm sao? Từ Chân cười nói, sao đột nhiên lại hỏi đến vấn đề này?
Diệp Quân đáp, ta muốn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Từ Chân lắc đầu, cậu mơ mộng quá rồi. Diệp Quân nhíu mày, ít lắm à? Từ Chân gật đầu, đừng nói thời đại bây giờ, dù ở 50 tỷ năm trước cũng là thứ rất hiếm có, kể cả đại đạo nguyên cũng khá hiếm hơi chứ nói gì là tổ nguyên. Diệp Quân khẽ nói, đáng tiếc. Nếu có nhiều tổ nguyên hơn, hắn hoàn toàn có thể đào tạo ra một nhóm cao thủ cao cấp. Thứ kia thật sự khá đáng sợ. Vào lúc Diệp Quân đang suy nghĩ, ông chủ bưng hai bát mì đặt xuống trước mặt hai người. Diệp Quân nhìn mì trước mặt, bên trên có một miếng đậu hũ to, nước trong veo, nhưng còn có một bát nước chấm nhỏ. Từ Chân cười nói, chấm vào rồi ăn. Diệp Quân gật đầu, được. Dứt lời, hắn gắp mấy sợi mì cho vào nước chấm, sau khi đảo qua đảo lại thì cho vào miệng. Từ Chân hỏi, thấy sao? Diệp Quân gật đầu, tạm được. Từ Chân cười nói, đậu hũ này cũng khá ngon, cậu nếm thử xem. Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân, Chân tỷ thích ăn à? Từ Chân gật đầu, lúc mới đến ngôi sao màu xanh, ta từng đến rất nhiều nơi, đồ ăn ngon ở những nơi đó thật sự rất ổn, sau này nếu có thời gian cậu cũng có thể đi dạo các nơi, thú vị lắm. Diệp Quân gật đầu, được. Mười mấy phút sau, hai người tính tiền rời đi. Lúc này ngoài đường đã khá vắng, ngày càng ít người. Hai người tìm một khách sạn, cô gái lễ tân nhìn hai người, một đêm 399 đồng hoa hạ, tiền cọc 500 đồng hoa hạ. Một lúc lâu sau đó, hai người đi tới một căn phòng bên trong, phòng không rộng lắm, nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp. Đương nhiên quan trọng nhất là chỉ có một cái giường. Vì trận chiến trước đó, bây giờ Diệp Quân cảm thấy khá khó chịu, vì thế hắn nói, Chân tỷ, ta đi tắm đây. Dứt lời, hắn đi về phía phòng tắm bên cạnh. Từ Chân đi tới cửa sổ, cô ta mở cửa sổ, gió núi thổi vào, hơi lạnh lẽo. Từ Chân cười nhẹ nhàng nhìn cảnh đêm phía xa. Lúc này, Diệp Quân đi ra từ trong phòng tắm, hắn đi tới bên cạnh, sau một hồi do dự, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô ta từ phía sau, khẽ gọi, Chân tỷ. Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cậu muốn lên giường với ta à? Diệp Quân. Lăn giường. Nghe thấy lời của Từ Chân, Diệp Quân nhất thời trợn mắt há mồm. Đương nhiên hắn vẫn hiểu lăn giường nghĩa là gì. Từ Chân nhìn Diệp Quân, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, dù nói những lời này có hơi bẩn, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn vô cùng trong suốt. Diệp Quân khẽ lắc đầu, ta chỉ muốn ôm tỉ một lát thôi, không có ý gì khác cả. Từ Chân khẽ mỉm cười, cô ta không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Lần trước đến đây vào ban ngày, nên đã bỏ lỡ cảnh đêm của nơi này, cũng may lần này đã bù đắp được, nếu không thì tiếc lắm. Diệp Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từ nơi này có thể thấy rất nhiều căn nhà sàn kéo dài, những căn nhà sàn này kéo dài từ khu đất bằng phẳng đến lưng chừng núi phía xa, bật đèn sáng rực như một biển đèn, đẹp không thể tả. Từ Chân nhẹ nhàng vén lọn tóc bồng bềnh bên tai. Sau đó nhẹ giọng nói, lần này đi rồi không biết có còn cơ hội đến đây nữa không? Nghe thấy lời của Từ Chân, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, Chân tỷ, tỷ, phải đi ư? Từ Chân cười hỏi, không phải cậu cũng thế à? Diệp Quân im lặng, hắn thật sự sắp rời khỏi nơi này. Lần này đến hệ Ngân Hà là có nhiệm vụ, sau khi tiếp quản Ngân Hà Tông hắn phải đi. Hơn nữa vũ trụ quan huyên còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn. Từ Chân chợt cười nói, ngủ thôi. Diệp Quân thôi suy nghĩ, được. Diệp Quân đi tới bên giường, sau đó nằm xuống. Diệp Quân nhìn Từ Chân trước mặt, hắn vốn định leo lên giường, nhưng nhất thời lại hơi do dự. Hôm nay Từ Chân mặc váy dài màu trắng, rất tao nhã, đôi mắt xinh đẹp trong veo, khiến người ta có cảm giác như hoa sen thánh khiết trên trời cao, khiến người ta không dám vấy bẩn. Thấy Diệp Quân đứng ở mép giường. Từ Chân chớp mắt, sao thế? Diệp Quân cười khổ, ta vẫn nên ngủ sofa thì hơn. Từ Chân liếc hắn, trách mắng, giả tạo. Dứt lời, cô ta nâng tay trái vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, đến đây. Diệp Quân hé miệng cười, sau đó nhanh chóng lên giường nằm xuống bên cạnh Từ Chân. Từ Chân rất tự nhiên tựa vào tay trái của hắn, sau đó đặt đầu trước ngực hắn, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta là đại tỷ của Tiểu Thụ và Tiểu Kính. Diệp Quân cười khổ, tỷ không nói còn đỡ, giờ tỷ nói thế lại khiến ta suy nghĩ linh tinh. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân,
trong mắt lộ vẻ gian trá, dù sao ta cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Nụ cười của Diệp Quân càng khó coi hơn, nhân phẩm chết tiệt này. Từ Chân nói, nhớ cất kỹ bản đồ vũ trụ kia, nó rất đặc biệt, sau này có thể giúp ích cho ngươi rất nhiều. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Chân nói, ngủ thôi. Diệp Quân lắc đầu, không ngủ được. Từ Chân thắc mắc, sao thế? Diệp Quân đáp, tỷ có thể trấn áp huyết mạch phong ma giúp ta không? Nó cứ suy nghĩ linh tinh ấy. Huyết mạch phong ma. Từ Chân hơi nhếch môi, tiểu tử, cậu định để huyết mạch phong ma gánh tội giúp mình bao lâu nữa? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, ôm con gái trong lòng thật sự là vừa vui vẻ vừa đau khổ, vui ở chỗ có thể ôm một người đẹp tuyệt thế, đau khổ ở chỗ ngươi không thể làm gì. Quá đau khổ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân chợt hỏi, Chân tỷ, tỷ còn có thể trấn áp vũ trụ kiếp bao lâu nữa? Từ Chân khẽ mỉm cười, sao tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này? Diệp Quân đáp, tò mò. Từ Chân cười khẽ, sau đó nói, khoảng thời gian này cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp Quân nhíu mày đứng lên, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều mà chậm rãi nhắm mắt lại, Từ Chân nói đúng, khoảng thời gian này hắn thật sự hơi mệt mỏi. Diệp Quân nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc này, Từ Chân trong lòng hắn đột nhiên mở mắt ra, cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc trước mặt, nở một nụ cười động lòng người. Hai người ôm nhau ngủ. Cả đêm, Diệp Quân mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn. Sáng hôm sau, theo một tia sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, Diệp Quân nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, hắn cúi đầu nhìn Từ Chân trong lòng, Từ Chân nằm co trong lòng hắn như một con mèo. Diệp Quân khẽ mỉm cười, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Từ Chân. Lúc này, Từ Chân chậm rãi mở mắt, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, dậy rồi à? Diệp Quân gật đầu, chúng ta về Yến Kinh thôi. Từ Chân cười đáp, được. Hai người thức dậy. Một lúc lâu sau đó, hai người đi trên đường, lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Từ Chân đột nhiên nhìn vào trong, trong tiệm treo một vài bộ của quần áo con gái dân tộc Miêu. Thấy mấy bộ quần áo kia, trong mắt Từ Chân lóe lên ánh sáng khác thường. Diệp Quân cười hỏi, muốn mặc thử à? Từ Chân gật đầu, phải. Diệp Quân kéo Từ Chân đi vào tiệm, bà chủ là một cô gái mặc đồ dân tộc Miêu, tuổi cũng không lớn, vẻ ngoài thanh tú, miệng luôn mỉm cười. Cô gái dân tộc Miêu nhìn về phía Từ Chân, khi thấy Từ Chân, cô ta thoáng ngây người, sau đó cô ta cười nói với Diệp Quân, anh chàng đẹp trai, bạn gái của anh xinh thật đấy. Bạn gái? Diệp Quân cười to, vậy sao? Dứt lời, hắn nắm lấy tay Từ Chân. Từ Chân nở nụ cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn hắn. Cô gái dân tộc Miêu nhìn Từ Chân, cười nói, cô gái muốn thử đồ dân tộc Miêu sao? Từ Chân gật đầu, đúng thế. Cô gái cười nói, đồ dân tộc Miêu ở nơi này không xứng với cô. Từ Chân sửng sốt. Cô gái lại nói, cô đợi một lát. Dứt lời, cô ta xoay người chạy vào trong. Một lát sau, cô gái ôm một cái giường đi ra ngoài, cô ta mở giường. Bên trong là một bộ đồ dân tộc Miêu, bộ đồ này đẹp hơn mấy bộ trưng bày rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều trang sức kết hợp. Nhìn thấy bộ đồ này, hai mắt Từ Chân lập tức sáng lên. Cô gái dân tộc Miêu cười nói, cô nương thử cái này xem. Từ Chân nhìn về phía cô ta, ngạc nhiên hỏi, trang phục lộng lẫy kết hợp với trang sức bạc, đây là áo cưới của cô sao? Cô gái gật đầu, đúng thế. Từ Chân cười khẽ từ chối. Nếu đã là áo cưới của cô thì sao có thể cho người khác mặc được? Cô gái cười đáp, có sao đâu chứ? Tôi cũng muốn xem người xinh đẹp như cô mặc đồ dân tộc Miêu lộng lẫy như thế sẽ như thế nào? Đi nào, chúng ta vào trong mặc thử. Dứt lời, cô ta ôm lấy quần áo, sau đó kéo Từ Chân đi vào trong phòng. Nhìn hai người đi vào trong, Diệp Quân cười khẽ, trong lòng cũng hơi chờ mong. Không lâu sau đó, Từ Chân đi ra từ trong phòng. Khi nhìn thấy Từ Chân, Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Lúc này, Từ Chân đội mũ bạc được làm từ bạc, vô cùng tinh xảo, trang sức bạc rũ xuống từ trên mũ, nhẹ nhàng rũ xuống trước trán và sau tai của cô ta. Theo nhịp bước của cô ta, trang sức bạc va vào nhau, âm thanh đinh đang nhỏ nhất rất trong trẻo. Cô ta mặc một bộ đồ dân tộc Miêu được dệt nhuộm hai màu đỏ tươi và xanh lam, đồ dân tộc Miêu đều được thêu thủ công, vô cùng tinh xảo. Bên trên vẽ một vài hình rất đẹp,
trông rất sống động, vô cùng xinh đẹp. Trên cổ Từ Chân đeo dây chuyền màu bạc, dây chuyền lóe lên ánh bạc nhàn nhạt, ánh sáng chói mắt. Vì đồ dân tộc Miêu dài khoảng 8 phân, nên cổ tay cổ chân trắng nõn nà của cô ta cũng lộ ra ngoài, cô ta vốn rất trắng, lúc này dưới sự chiếu rọi của trang sức bạc càng trở nên trắng như tuyết như ngọc, vô cùng xinh đẹp. Đẹp! Nhìn Từ Chân trước mắt, Diệp Quân cũng không khỏi mất hồn. Vẻ đẹp của Từ Chân vốn là cổ điển tao nhã, mà lúc này sau khi mặc đồ dân tộc Miêu, vẻ đẹp của cô ta đã trở thành một phong cách khác, sáng chói mắt, nhiệt tình như lửa. Nhìn vào mắt Diệp Quân, Từ Chân nở một nụ cười quyến rũ, xinh không? Diệp Quân đi tới trước mặt cô ta, gật đầu, rất xinh. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Từ Chân càng cười rạng rỡ hơn. Lúc này cô gái dân tộc Miêu ở bên cạnh cũng thở dài nói, chị gái này thật sự rất xinh đẹp, nếu cô mặc bộ đồ này đi ra ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu anh trai dân tộc Miêu phát điên đây. Từ Chân khẽ mỉm cười, cô ta nhìn mình trong tấm gương ở cách đó không xa, thầm thấy vui vẻ, trên mặt tràn đầy ý cười. Lúc này, cô gái bên cạnh chợt nói, anh trai này, anh có muốn thay một bộ đồ dân tộc Miêu luôn không, tôi chụp cho hai người bức ảnh. Diệp Quân nhìn về phía cô gái, tôi á. Cô gái dân tộc Miêu gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân, Từ Chân cũng nhìn hắn, sau đó mỉm cười nói, nếu cậu không thích thì ta cũng không ép, nhưng sau này ta sẽ bảo tiểu thụ không được ngủ với cậu. Khóe miệng Diệp Quân khẽ giật, Chân tỷ, lời uy hiếp này của tỷ thật sự rất đáng sợ. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Từ Chân nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng, còn không mau đi thay quần áo đi. Diệp Quân bật cười, sau đó nhìn về phía cô gái dân tộc Miêu, làm phiền cô rồi. Cô gái cười nói, đi theo tôi. Một lát sau, Diệp Quân ra ngoài, quần áo trang sức của phái nam dân tộc Miêu đơn giản hơn phái nữ, một bộ quần áo bằng vải, rất giản dị, cũng may Diệp Quân đẹp trai, hắn mặc quần áo mộc mạc vào người cũng có thể biến mục nát thành thần ký. Người đẹp trai, không mặc gì cũng đẹp. Từ Chân nhìn Diệp Quân mặc đồ dân tộc Miêu, hơi nhếch môi, đẹp trai thật đấy. Diệp Quân cười to, nắm chặt lấy tay Từ Chân. Lúc này, cô gái dân tộc Miêu đột nhiên lấy máy ảnh ra, sau đó cười nói, hai người đứng cạnh nhau đi, tôi chụp cho hai người bức ảnh. Hai người gật đầu. Cô gái chĩa máy ảnh vào hai người, cười nói cười. Hai người đồng thời nở nụ cười, sau khi cô gái bấm nút, hình ảnh của hai người lập tức được ghi vào một bức ảnh. Một lát sau, hai người thay lại quần áo của mình, cô gái tiễn hai người ra ngoài, lúc này, Diệp Quân chợt hỏi cô có giấy bút không? Cô gái vội gật đầu, có. Dứt lời, cô ta đi lấy giấy bút tới. Diệp Quân cầm bút viết lên trên giấy. Trong mắt cô gái lộ vẻ tò mò. Một lát sau, Diệp Quân dừng bút, hắn đưa tờ giấy cho cô gái, cái này tặng cho cô, lúc rảnh cô có thể tu luyện theo những gì tôi viết trên này. Cô gái chớp mắt, tu luyện. Diệp Quân cười đáp, đúng thế. Sau đó, hắn đặt bút xuống, dắt theo Từ Chân xoay người rời đi. Cô gái dân tộc Miêu nhìn tờ giấy, trong mắt lộ vẻ tò mò, đợi đến khi Diệp Quân và Từ Chân cùng biến mất ở cuối đường, cô gái mới cất tờ giấy, sau đó trở về trong cửa tiệm. Cô ta lấy ảnh chụp của hai người ra, sau đó dán lên vị trí dễ thấy nhất trên tường. Vì những người đến đây mua đồ dân tộc Miêu đều sẽ được cô ta chụp làm kỷ niệm. Trên vách tường có rất nhiều ảnh của các đôi tình nhân. Ảnh của hai người Diệp Quân rõ ràng là nổi bật nhất. Cô gái nhìn ảnh của hai người, cô ta cười ngọt ngào, sau đó xoay người đi vào phòng. Còn Diệp Quân và Từ Chân đều không biết một ngày nào đó trong tương lai, bức ảnh này đã thay đổi số phận của hai người, đương nhiên đó là chuyện rất lâu về sau. Sau khi từ Miêu trại về Yến Kinh, Từ Chân tiếp tục công việc sáng tác của mình. Còn Diệp Quân thì đến câu lạc bộ Vô Biên. Cha và Vô Biên chủ là huynh đệ, chắc chắn Vô Biên chủ biết cha ở đâu. Hắn biết có thể cha và cô cũng sắp rời khỏi ngôi sao màu xanh, vì thế hắn cảm thấy khi cha đi, hai cha con nên trò chuyện với nhau. Người có thể đi, nhưng ít nhiều cũng phải để lại chút đồ gì đó chứ. Mà đến câu lạc bộ Vô Biên, đương nhiên Diệp Quân không thể quên được một người. Tô Tử. Diệp Quân đến dưới lầu tập đoàn Tô Thị, không lâu sau Tô Tử vội vã đi ra, lúc này cô ấy đang mặc trang phục công sở, bên trên là áo sơ mi trắng, bên dưới là váy ngắn màu đen ôm lấy cặp mông vểnh,
vô cùng quyến rũ và nóng bỏng. Nhìn thấy Diệp Quân, Tô Tử lập tức chạy tới ôm chặt lấy hắn, run rẩy nói, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ. Diệp Quân cười, chẳng phải cô rất bận sao? Tô Tử liếc hắn, hờn dỗi, rất bận, nhưng anh không thể đến gặp tôi được à? Diệp Quân nhẹ nhàng đáp, là lỗi của tôi. Tô Tử cười ngọt ngào, tôi tha thứ cho anh. Nhìn cô gái trước mặt, trong lòng Diệp Quân bỗng thấy hơi phức tạp, đúng như Chân Tỷ nói, trước đây hắn đúng là quá tồi tệ. Đều là lỗi của huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma, ta có thể giết chủ không? Diệp Quân chủ động nắm tay Tô Tử, cười bảo, dẫn cô đến một nơi. Tô Tử tò mò, nơi nào? Diệp Quân trả lời, câu lạc bộ vô biên. Tô Tử chớp mắt, không nói gì. Diệp Quân véo nhẹ mặt Tô Tử, cười bảo, đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đến đó để tìm người. Tô Tử cười đáp, được. Hai người lên xe của thư ký Tô Tử, ngồi ở hàng ghế sau, Tô Tử ôm cánh tay Diệp Quân, dựa đầu vào vai hắn, khẽ nói, khoảng thời gian này không biết vì sao tôi luôn cảm thấy rất hoang mang. Diệp Quân nhìn Tô Tử nói tiếp, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó bỗng không liên lạc được với anh nữa. Diệp Quân nói, không đâu. Tô Tử nhìn Diệp Quân cười, không có chuyện đó đâu. Tô Tử khẽ mỉm cười, Diệp Quân cười, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ gì. Nửa giờ sau, hai người đến câu lạc bộ lớn nhất Yến Kinh, câu lạc bộ Vô Biên. Câu lạc bộ Vô Biên ở đây còn phát triển hơn ở thành phố Bạch Vân, cả tòa nhà đều là của câu lạc bộ Vô Biên. Ngoài cửa còn có mấy chục người phụ nữ xinh đẹp đứng ở cửa. Nhìn cảnh trước mắt, Diệp Quân lắc đầu cười, Vô Biên chủ thật biết chơi. Diệp Quân kéo Tô Tử đi về phía câu lạc bộ, vừa đi tới cửa, một người phụ nữ xinh đẹp đã ra chào đón, cô ta hỏi, hai người có hẹn trước không ạ? Diệp Quân nhíu mày, hẹn trước. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, đúng thế. Diệp Quân lắc đầu. Người phụ nữ xinh đẹp do dự rồi hỏi, anh à? Không có hẹn trước thì không có chỗ ngồi đâu ạ. Diệp Quân hỏi, còn cách nào khác không? Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu. Diệp Quân hơi cạn lời. Tô Tử bỗng nói, chúng tôi sẽ làm thẻ hội viên. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, dù là thành viên cũng vẫn phải hẹn trước ạ. Tô Tử nhíu mày. Diệp Quân bỗng hỏi, ông chủ của các cô có ở đây không? Nghe thấy Diệp Quân hỏi vậy, người phụ nữ xinh đẹp nhìn hắn, không lên tiếng. Diệp Quân cười, cô gái, cô có thể đi thông báo giúp tôi một tiếng không? Nói là con trai của một người bạn cũ tới thăm. Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, rất xin lỗi anh, cấp bậc của tôi rất thấp, không thể gặp được ông chủ. Cô ta không hề coi thường hai người trước mặt, họ ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm, không phải người bình thường. Làm nghề này của các cô, điều cần nhất là phải biết nhìn người. Nghe người phụ nữ xinh đẹp nói thế. Diệp Quân khẽ thở dài, hắn thật sự thấy hơi đau đầu rồi đấy. Tô Tử nắm lấy tay hắn rồi bảo, lần sau chúng ta tới đi. Tôi nghĩ cách giúp anh. Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi đáp, cũng được. Hai người đang định rời đi thì lúc này bỗng có một chiếc xe sang trọng chạy tới. Nhìn thấy chiếc xe này, những người phụ nữ đang có mặt ở đây đều hơi biến sắc, bọn họ đứng ngay ngắn, vẻ mặt cung kính. Mà người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Quân thì mau chóng đi về phía chiếc xe. Diệp Quân và Tô Tử nhìn chiếc xe sang trọng ấy, hai người đều hơi tò mò, trông có vẻ là khách quý. Rất nhanh, cửa xe đã mở, một người bước ra. Khi nhìn thấy người này, hai mắt Diệp Quân bỗng trợn tròn. Người bước xuống không phải ai khác mà chính là Nhị Nha. Trên vai Nhị Nha còn có một cục bông nhỏ màu trắng. Nhị Nha, Tiểu Bạch. Vẻ mặt Diệp Quân đầy nghi ngờ, sao Nhị Nha và Tiểu Bạch lại tới câu lạc bộ Vô Biên. Sau khi Nhị Nha xuống xe, chẳng mấy chốc cũng nhìn thấy Diệp Quân, khi nhìn thấy hắn, cô bé nháy mắt, hưng phấn gọi, cháu trai. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen. Mọi người. Nhị Nha đưa Tiểu Bạch bước nhanh đến trước mặt Diệp Quân và Tô Tử, quan sát hắn một lượt, cô bé cười bảo, sao ngươi lại ở đây? Diệp Quân trầm giọng hỏi, Nhị Nha, sao ngươi lại ở đây? Nhị Nha nháy mắt, ta tới đây chơi. Diệp Quân khẽ cau mày, tới đây chơi. Nhị Nha gật đầu, đúng thế. Vẻ mặt Diệp Quân chợt trở nên kỳ lạ. Nhị Nha nói ngay, đừng nói với Dương Ca và An Tỷ nhé.
Diệp Quân. Nhị Nha bỗng nhìn sang Tô Tử, nháy mắt cười hì hì hỏi, đây là của ngươi hả? Diệp Quân kéo tay Tô Tử cười đáp, đúng thế. Nhị Nha giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Quân. Nhị Nha nói, đi thôi, ta mời hai người đi chơi. Nói xong cô bé kéo Diệp Quân đi vào câu lạc bộ. Tiểu Bạch bay lên vai Diệp Quân, dùng móng vuốt nhỏ bé xoa đầu hắn, nó cũng đã coi Diệp Quân như cháu trai rồi. Tô Tử nhìn hai người phía Nhị Nha, trong mắt tràn đầy tò mò. Nhìn thấy Nhị Nha thân thiết với hai người phía Diệp Quân, người phụ nữ xinh đẹp đi cùng mừng thầm, may là vừa rồi cô ta không coi thường họ, nếu không sợ rằng cô ta sẽ mất việc mất. Địa vị của Nhị Nha ở câu lạc bộ vô biên vô cùng khủng. Sau khi vào câu lạc bộ vô biên, Diệp Quân phát hiện bài trí bên trong giống như cung điện, cực kỳ xa hoa, không chỉ vậy, phụ nữ bên trong còn đẹp hơn bên ngoài, lấy bất kỳ người nào ra so sánh cũng đều là cấp bậc nữ thần cả. Mà khi những người phụ nữ này nhìn thấy Nhị Nha đều kính cẩn chào hỏi, thể hiện sự tôn trọng. Tô Tử nhìn những người phụ nữ xung quanh mình, trong lòng cũng thầm ngạc nhiên, trước khi đến cô ấy cũng nghe nói tới nơi này, biết nơi này không tầm thường, nhưng chưa đến bao giờ. Mà giờ đây, khi thấy ngoại hình của những người phụ nữ này, dù là cô bé cũng không khỏi cảm thán, những người phụ nữ này thật sự vô cùng xinh đẹp, có một số người thậm chí còn không thua kém gì ngôi sao đang nổi tiếng. Tô Tử đột nhiên nắm chặt tay Diệp Quân, bởi vì cô ấy phát hiện có rất nhiều phụ nữ đều đang nhìn hắn. Chẳng mấy chốc, Nhị Nha đã đưa hai người đến một căn phòng riêng vô cùng xa hoa, vừa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp đã vào theo, khi nhìn thấy hai người Diệp Quân, cô ta hơi giật mình sau đó chỉ trong nháy mắt đã bình thường lại, cô ta bước nhanh đến trước mặt Nhị Nha và Tiểu Bạch, cười chào hỏi cô Nhị Nha, hôm nay cô muốn chơi thế nào? Nhị Nha đáp, mang đồ ăn lên trước đi, món nào ngon nhất ấy? Người đẹp cười bảo, vâng, vậy cô? Nhị Nha nói, gọi những cô gái đẹp nhất tới đây. Người đẹp khẽ cười, được. Nói xong cô ta đi ra ngoài. Nhị Nha quay đầu nhìn Diệp Quân, hào sảng nói, đến đây cứ coi như nhà của mình, muốn chơi gì thì chơi, ta mời. Diệp Quân bình tĩnh nói, khi ta vừa mới tới suýt nữa bị xe đâm chết, sau đó lại suýt nữa bị đói chết. Nhị Nha do dự một lúc rồi bảo, thật ra chúng ta từng đi tìm ngươi nhưng không tìm thấy. Nói rồi cô bé nhìn Diệp Quân, hơi chột dạ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cũng hơi chột dạ. Diệp Quân nhìn hai người, không nói gì. Nhị Nha cười thật tươi, thật mà, chúng ta chưa bao giờ quên ngươi. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, ngươi có biết cha ở đâu không? Nhị Nha lắc đầu, không biết. Diệp Quân hỏi, vậy ngươi có thể tìm được ông ấy không? Nhị Nha lắc đầu. Diệp Quân lại cau mày. Đúng lúc này, một nhóm phụ nữ bước vào, dáng người họ cao gầy, khuôn mặt cực xinh, khi họ nhìn thấy Nhị Nha thì đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhị Nha rất tốt, vô cùng hào phóng. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, đang định lên tiếng, như thể nghĩ tới điều gì, cô bé chợt nhìn Tô Tử, chớp mắt chứ không nói gì. Tô Tử cười hỏi, cô Nhị Nha nhìn tôi làm gì vậy? Nhị Nha nghiêm túc hỏi, hai người là bạn bè bình thường hay là bạn trai bạn gái? Mặt Tô Tử lập tức đỏ lên, cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười đáp, bạn trai bạn gái. Nghe Diệp Quân nói thế, mặt Tô Tử càng đỏ hơn, khi nhìn Diệp Quân, trong mắt cô ấy tràn đầy sự dịu dàng. Bạn trai bạn gái. Sau khi nghe Diệp Quân xác nhận lại, Nhị Nha xua tay, các cô đi ra đi. Cháu trai đã có bạn gái ở đây rồi, đương nhiên không thể để hắn chơi bời nữa. Dù sao cũng phải tôn trọng cháu dâu của mình. Hây, tiếc thật, hôm nay không chơi bóng được rồi. Nghe Nhị Nha nói thế, các cô gái hơi thất vọng, nhưng họ không nói gì, cung kính đi ra ngoài. Lúc này, câu lạc bộ vô biên bắt đầu mang thức ăn lên. Nhị Nha lấy kẹo hồ lô ra ăn, người tìm Tiểu Huyên Tử làm gì? Diệp Quân đáp, có thể họ sắp đi rồi. Nhị Nha cau mày, sắp đi. Diệp Quân gật đầu, đúng thế, ta cũng sắp đi rồi. Nghe Diệp Quân nói vậy, Tô Tử nhìn hắn, không nói gì. Nhị Nha trầm giọng tiếp lời, vậy thì ta và Tiểu Bạch cũng phải đi à? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên phải đưa Nhị Nha đi cùng rồi, dù sao cô bé cũng đánh nhau rất lợi hại. Nhị Nha khẽ thở dài.
Diệp Quân hỏi, người có cách nào tìm được cha ta không? Nhị Nha lắc đầu, không. Nhưng có lẽ có một người biết hắn ở đâu. Diệp Quân hỏi, ai? Nhị Nha đáp, Vô Biên Chủ. Diệp Quân khẽ nhíu mày, Vô Biên Chủ. Nhị Nha gật đầu, đúng. Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp ông ấy. Nói xong, cô bé đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Quân vội kéo Tô Tử đi theo. Mấy người đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Sau khi ra khỏi thang máy, Nhị Nha đưa hai người Diệp Quân đến căn phòng ở phía xa, cả chặng đường không hề bị ngăn cản. Nhị Nha đẩy cửa, lớn tiếng gọi, Vô Biên ngu ngốc, có người tìm ông. Diệp Quân, kết cục của Vô Biên Chủ. Diệp Quân kéo Tô Tử vào phòng, một người đàn ông trung niên đang đứng bên cửa sổ, ông ta mặc áo choàng dài rộng, mái tóc dài qua vai, trong tay phải cầm một ly rượu vang, khóe miệng nở nụ cười nhẹ vừa quyến rũ vừa cuồng dã. Vô Biên Chủ. Nhị Nha ngồi lên chiếc ghế sofa trước mặt Vô Biên Chủ, cô bé cầm bình rượu trên bàn lên uống một ngụm, uống xong tỏ vẻ rất chê. Vô Biên Chủ lập tức bất mãn nói, Nhị Nha, vẻ mặt ngươi là sao thế hả? Đây là rượu ngon đấy, một chai những mấy trăm nghìn lận. Nhị Nha bĩu môi, khó uống bỏ sừ. Vô Biên Chủ lắc đầu, lãng phí của trời. Nói xong ông ta đi sang một bên ngồi xuống. Nhìn Diệp Quân bảo, ngồi đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, kéo Tô Tử ngồi xuống. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, đến hỏi tung tích của cha cậu à. Diệp Quân gật đầu, vâng. Vô Biên Chủ chỉ cười không nói. Diệp Quân hỏi, tiền bối có biết ông ấy ở đâu không? Vô Biên Chủ cười đáp, nếu ta là cậu thì sẽ không đi tìm hắn. Diệp Quân khó hiểu, vì sao ạ? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, vì khi hắn sắp đi. Chắc chắn sẽ chủ động đến tìm cậu, việc gì cậu phải chủ động đi tìm hắn nữa. Hơn nữa nếu ta là cậu thì sẽ nhân cơ hội này phát triển thật tốt, bởi vì một khi họ đi, có thể cậu sẽ rất khó sống. Diệp Quân im lặng. Vô Biên Chủ cười, xem ra cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi. Diệp Quân gật đầu. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, có dự định gì? Diệp Quân cười, ta còn lựa chọn nào khác nữa không? Vô Biên Chủ đáp, có thể lựa chọn mặc kệ sự đời. Diệp Quân không tiếp lời. Vô Biên Chủ cười, xem ra cậu cũng giống cha cậu, không định mặc kệ đời. Diệp Quân gật đầu. Vô Biên Chủ dựa vào sofa, nhìn Diệp Quân bảo, việc gì phải mệt mỏi thế. Diệp Quân suy nghĩ rồi đáp, ta cũng muốn vô địch. Vô Biên Chủ khẽ cười, quá ngây thơ. Diệp Quân cười, dù sao cũng phải thử xem thế nào. Vô Biên Chủ gật đầu, đây là lựa chọn của cậu, nhưng ta phải nhắc nhở cậu, con đường này của cậu không dễ đi, thậm chí còn khó hơn cha cậu năm đó. Diệp Quân gật đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vô Biên Chủ mỉm cười, không, cậu chưa. Diệp Quân nhìn Vô Biên Chủ, ông ta cười, nói tiếp, cậu vẫn chưa biết điều mình sắp phải đối mặt là gì. Diệp Quân thấp giọng hỏi, tiền bối, có phải ông đã biết điều gì đó không? Vô Biên Chủ khẽ lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Lúc này, Nhị Nha hơi bực mình, Vô Biên, ông dài dòng làm cái gì? Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, cậu biết vì sao cha cậu có thể phá thần được không? Diệp Quân đáp, vì thiên phú cao. Tào lao. Vô Biên Chủ lắc đầu, sở dĩ hắn có thể phá thần, một nguyên nhân lớn nhất là hắn bắt buộc phải phá thần. Diệp Quân cau mày, là thế nào? Vô Biên Chủ nhìn hắn chăm chú, vì cô của cậu đứng ở đó, gánh hết mọi nhân quả của hắn. Có thể cậu vẫn chưa hiểu lắm, ta lấy thêm cho cậu một ví dụ nữa. Ông nội cậu, năm xưa ông nội cậu đột phá bản thân, cậu có biết xung quanh ông ấy có bao nhiêu người đã chết không? Nhị Nha từ từ nắm chặt tay, đương nhiên cô bé cũng không quên trận chiến đó. Khi ấy cô bé và Tiểu Bạch đều suýt chết. Vô Biên Chủ nói tiếp, nói cách khác. Cha cậu có thể thất bại vô số lần, bởi vì có cô cậu chống lưng, hắn không phá thần, nàng ấy sẽ luôn ở bên hắn, đến khi nào hắn phá thần thì thôi, nói cách khác, cha cậu đã vĩnh viễn đứng ở vị trí bất bại rồi. Không chỉ vậy, năm đó cô cậu còn gánh hết nhân quả cho hắn. Diệp Quân trầm giọng hỏi, loại phá thần này có khuyết điểm gì không? Vô Biên Chủ gật đầu, có. Diệp Quân nhìn Vô Biên Chủ khẽ nói. Khuyết điểm là hắn sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua được cô của cậu. Diệp Quân im lặng.
Vô biên chủ nhìn Diệp Quân, cậu có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu và cha cậu là gì không? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Vô biên chủ đáp, cha cậu không lựa chọn con đường vô địch, còn cậu thì lựa chọn con đường vô địch. Diệp Quân im lặng. Vô biên chủ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, chăm chỉ tu luyện đi. Diệp Quân nhìn vô biên chủ, hắn biết người trước mắt muốn nói gì đó với mình, nhưng không biết vì sao ông ta lại không nói thẳng ra. Diệp Quân không hỏi nữa, với hắn mà nói, hắn đã lựa chọn con đường này thì chỉ có thể đi tiếp, không có đường lui, cuối cùng có thành công hay không, hắn không biết, điều hắn phải làm là cố gắng hết sức. Diệp Quân đứng dậy hơi cúi đầu chào, dù thế nào cũng cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở, cáo từ. Nói xong hắn kéo Tô Tử đi. Nhị Nha nhìn vô biên chủ bên cửa sổ, ông chắc chắn sẽ ở lại hệ Ngân Hà mãi chứ. Vô biên chủ gật đầu. Nhị Nha khó hiểu, vì sao? Vô biên chủ cười đáp, vì thời đại của ta thật sự đã kết thúc rồi. Ta không như các ngươi, ta không có nhiều may mắn như thế. Nếu còn tiếp tục ngôn, biết đâu ta lại giống mấy tên nhân vật phụ trong phim, hy sinh vì dreamer nào đó, rồi lại khiến người xem khóc thành một dòng sông. Ta ở lại đây, có lẽ một ngày nào đó còn có thể xuất hiện trước mặt thiên hạ. Nhị Nha im lặng, cô bé biết lời vô biên chủ nói không phải nói dối, bởi vì từng có người nói, vô biên chủ đã chạm đến đạo, có thể cảm ứng được điều gì đó. Một lúc sau Nhị Nha đứng dậy, nếu sau này có cơ hội đến hệ Ngân Hà, ta sẽ tới chơi với ông. Vô biên chủ cười, hoan nghênh. Nhị Nha quay người rời đi. Vô biên chủ quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấp rượu vang trong ly, khẽ nói, sợ là sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến vô biên chủ ta đây nữa đâu. Nói tới đây ông ta lắc đầu cười, có được một cái kết tốt đẹp chẳng phải chuyện tốt hay sao? Ta cũng nên hài lòng đi thôi. Nói rồi, sự u ám buồn phiền trong lòng ông ta khi nãy cũng tan biến. Diệp Quân đưa Tô Tử ra khỏi câu lạc bộ vô biên, hắn không yêu cầu vô biên chủ đưa mình về vũ trụ quan huyên, vì đối phương đã liều mạng vì vũ trụ quan huyên một lần rồi. Vô biên chủ đã làm đủ nhiều rồi. Đối phương ở lại đây cũng là một kết thúc tốt đẹp, rất tốt. Lúc này Nhị Nha và Tiểu Bạch đã đuổi theo tới nơi. Diệp Quân nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch, Nhị Nha nói, bây giờ chúng ta đang sống ở nhà họ Dương, người có thời gian có thể tới tìm chúng ta. Diệp Quân hỏi, nhà họ Dương của bà cô Liêm Sương đó hả? Nhị Nha gật đầu, đúng thế. Diệp Quân đáp, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.